Xin chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa. Nếu thấy audio chuyện hay thì hãy để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký, để mình có động lực ra thêm video cũng như ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website audio pro để nghe thêm nhiều chuyện hay, link mình để trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tiên Phủ Đạo Đồ tập 12 chương 111, Thanh Cương kiếm trận. 72 thanh phi kiếm này khí thế hung hãn, trong lòng Thạch Xuyên biết mình căn bản không có cách nào tránh thoát. Quan trọng hơn là Thạch Xuyên cảm thấy vô cùng hứng thú với 72 thanh phi kiếm, nếu không đã sớm thừa cơ hội này dùng kim lôi phù, tiêu diệt toàn bộ chúng. Chỉ có thể dùng chân thuẫn ngăn cản, Thạch Xuyên trong lòng quyết định, dứt khoát đứng thẳng bất động. Minh thổ kiếm lao vùn vụt đâm về phía Hoàng Phong Hanh. 72 thanh phi kiếm và Minh thổ kiếm gần như đồng thời đánh tới song phương. Phốc, máu tươi chảy ròng ròng, Minh thổ kiếm đâm trúng Hoàng Phong Hao đầu tiên. Hoàng Phong Hao vốn đang thao túng 72 thanh phi kiếm, thần thức đã tiêu hao rất nhiều, hơn nữa âm độc của Minh thổ kiếm lưu chuyển trong thân thể hồi lâu, bây giờ đã đến mức dầu hết đèn tắt. A, à, Hoàng Phong Hao thống khổ rên rỉ, nó không nghĩ tới thạch xuyên lại không trốn không trốn, mà lựa chọn cứng đối cứng với nó. Chết, chết đi. Hoàng Phong gào thét, khóe miệng chảy máu, cuồng cứu hô. Nhưng chuyện khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra, 72 thanh phi kiếm đồng thời đâm chúng thạch xuyên, vẫn có cảm giác mềm nhũn như vậy, lập tức bị bắn ngược trở về. Điều này sao có thể? Hoàng Phong hao lời hanh còn chưa dứt, minh thổ kiếm đã công kích đến đầu thân khác biệt. Thật lâu sau, thạch xuyên mới chậm rãi lắng lại khí huyết quay cuồng trong thân thể, mặc dù có chân thuẫn bảo hộ. Nhưng lực đạo của 72 thanh phi kiếm rất lớn, Tuy bên ngoài nhìn qua không có bất kỳ thương tổn gì, nhưng máu tươi trong cơ thể Thạch Xuyên vẫn cuồn cuộn, linh lực chạy loạn. Long Yên ngưng nói không sai, Hoàng Phong Hao này quả nhiên có chút bản lĩnh, nếu không phải có chân thuẫn, hôm nay không nói đến việc khó có thể hủy diệt nó, còn có thể bị tổn thương cực lớn. Trên mặt Thạch Xuyên chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lấy tu vi Hoàng Phong Hao tầng 8 luyện khí kỳ, không hề yếu hơn Lục Trường Xuân và Tả Quân bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, Hoàng Phong Hao công thủ vẹn toàn mà hết thảy đều là bắt nguồn từ 72 thanh phi kiếm này. 72 thanh phi kiếm này, dưới sự cố ý tránh né của Thạch Xuyên, cũng không bị tổn thương bao lớn. Phung tay lên, toàn bộ phi kiếm đều tiến vào trong túi chữ vật của Thạch Xuyên. Thạch Xuyên thu hết túi chữ vật của mấy người vào, sau đó dọn dẹp sạch sẽ trong đại sảnh, không để lại một vết máu. Đồ dùng trong nhà bị hư hại cũng được thu vào trong túi chữ vật, không lưu lại một chút dấu vết đánh nhau nào. Sau một lát, cả gian phòng trở nên sạch sẽ như trước, ngoại trừ thiếu một ít đồ dùng trong nhà ra, trong phòng giống như không hề phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lúc này Thạch Xuyên mới lặng lẽ ra khỏi linh kiếm các, ngựa phi kiếm, nhanh chóng bay đi. Ba ngày ba đêm liên tục, Thạch Xuyên không ngủ không nghỉ, ngày đêm kiêm trình. Thân thể đã đạt tới trình độ cực kỳ mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ tư, Thạch Xuyên đi vào một tiểu trấn của phàm nhân. Thạch hoán quần áo, giả dạng thành bộ dáng phàm nhân, tùy tiện tìm một gian khách sạn ở lại. Thoáng điều tức xong, Thạch Xuyên âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng chuyện tình linh kiếm các, Thạch Xuyên làm đến giọt nước không lọt, nhưng mà mọi việc vẫn là cẩn thận một ít thì tốt hơn. Bởi vì sau khi Thạch Xuyên rời khỏi linh kiếm các, không nhịn được mở ra túi chữ vật hoàng phong hao nhìn một chút. Vừa nhìn thấy không sao, Thạch Xuyên quả thực giật mình. Ở trong túi chữ vật của Hoàng Phong Hao, có khoảng chừng mấy trăm món hạ phẩm cùng với trung phẩm pháp khí, còn có mấy chục món thượng phẩm pháp khí. Tuy rằng đều là mặt hàng bình thường, nhưng tổng giá trị vẫn xa xỉ, hơn nữa Thạch Xuyên còn phát hiện trên những pháp khí này đều in ba chữ Linh Kiếm Tông. Là Linh Kiếm Tông, mà không phải Linh Kiếm Các. Điều này nói rõ, toàn bộ số pháp khí này đều là luyện chế cho Linh Kiếm Tông. Thạch Xuyên lại tranh thủ thời gian lật xem một chút thư trong túi chữ vật Hoàng Phong Hao, quả nhiên phát hiện một phong thư do trưởng lão chấp sự Linh Kiếm Tông tự tay viết, Yêu cầu Hoàng Phong Hao đưa tới toàn bộ pháp khí định chế vào đầu tháng. Thạch Xuyên lúc ấy lại càng kinh ngạc, bởi vì thời điểm thăm dò linh kiếm các ban đêm vừa vặn là ngày cuối cùng của cuối tháng. Nếu trong linh kiếm tông phát hiện linh kiếm các không đưa pháp khí đến đúng hạn, nhất định sẽ phái người dò xét. Nếu như phát hiện Hoàng Phong Hao mất tích một cách ly kỳ, cho dù bọn họ không quan tâm sinh tử của Hoàng Phong Hao, cũng sẽ không tùy ý để nhiều pháp khí bị mất như vậy. Cho nên Thạch Xuyên mới ngày đêm đi gấp trốn thật xa. Hiện giờ cách tiểu trấn tu chân đã mấy vạn dặm, Thạch Xuyên cũng mới âm thầm yên lòng. Những pháp khí khác linh kiếm tông này Thạch Xuyên đương nhiên sẽ không mang ra bán hoặc tự mình sử dụng, Thạch Xuyên trực tiếp ném vào trong tiên phủ. Số lượng linh thạch và đan dược trong túi chữ vật cũng không ít, Thạch Xuyên cũng không chút khách khí nhận lấy. Mặt khác, ngoại trừ 72 thanh pháp kiếm đã rơi vào trong túi chữ vật của Thạch Xuyên, trên người Hoàng Phong Hao không còn có pháp khí khác. Trong lòng Thạch Xuyên cũng hiểu rõ, Hoàng Phong Hao chỉ cần luyện chế 36 thanh thượng phẩm phi kiếm và 36 thanh trung phẩm phi kiếm này đã hao phí một lượng lớn linh thạch. Hơn nữa với thần thức của tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, có thể thao túng 72 thanh phi kiếm đã là chuyện rất tuyệt vời. Hơn nữa 72 thanh phi kiếm này có thể công có thể phòng, cho nên Hoàng Phong Hao cũng không cần pháp khí khác. Sau khi thu dọn xong xuôi, trong túi chữ vật Hoàng Phong Hao chỉ có một ít điển tịch, công pháp và thư tín. Mà những thứ này, Thạch Xuyên coi trọng nhất. Mấy quyền công pháp tu luyện, đối với Thạch Xuyên không có tác dụng, tự nhiên không để ý. Một quyền tên, thanh cương kiếm trận hấp dẫn sự chú ý của Thạch Xuyên. Thạch Xuyên vội vàng mở ra, vừa mới lật xem vài trang, hô hấp không khỏi dồn dập Cuốn Thanh cương kiếm trận này quả nhiên là pháp môn luyện chế cùng thao túng 72 thanh pháp kiếm. Quyển sách này chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là pháp môn luyện chế, cũng chính là làm sao luyện chế 72 thanh phi kiếm tạo thành, Thanh cương kiếm trận, nửa phần sau là phương pháp thao túng. Đối với nửa phần trước, Thạch Xuyên đọc cực nhanh, bởi vì bản thân chính là luyện khí sư, cho nên lý giải cũng hết sức dễ dàng. Phương pháp luyện chế thanh cương kiếm không hề giống với phương pháp luyện chế phi kiếm bình thường, tài liệu cần có đều hết sức đặc thù. Trong đó bao gồm cả tinh hoa lấy ra từ nội đan yêu thú. Đan tinh, đây là cơ sở để có thể đồng thời thao túng nhiều phi kiếm như vậy. Mặt khác luyện chế những phi kiếm này nhất định phải có nguyên liệu khoáng thạch thượng phẩm. Đối với việc sử dụng huyền thiết hay sử dụng tinh kim, cũng không có hạn chế nghiêm khắc, dựa theo miêu tả trong thanh cương kiếm trận, sử dụng vật liệu càng cao cấp, phẩm chất phi kiếm cũng càng tốt. Nguyên liệu khoáng thạch, thạch xuyên không thiếu, mặc dù tìm kiếm đan tinh hơi tốn sức một chút, nhưng cũng không phải là không thể gom đủ. Luyện chế thanh cương kiếm còn có một yêu cầu rất trọng yếu, rất nghiêm khắc, đó chính là đồng thời thao túng 18 thanh kiếm phải giống nhau như đúc, như vậy mới có thể giảm bớt cần thiết để thao túng thần thức. Nói cách khác, tùy tiện 18 thanh phi kiếm cũng có thể sử dụng, nhưng điều khiển thần thức cần thiết chính là 18 lần. Cái này yêu cầu thời điểm luyện chế pháp khí, không thể để xảy ra một tia sơ suất nào, nếu không một khi có chỗ khác biệt, thanh phi kiếm này không thể coi như thanh cương kiếm để sử dụng, mà bởi vì pháp môn luyện chế đặc thù, càng không thể xem như phi kiếm bình thường để sử dụng. Thật là phiền phức Hoàng Phong hao không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực mới luyện chế ra 72 chuôi thanh cương kiếm này. Thạch Xuyên thầm nghĩ trong lòng, may mắn 72 chuôi thanh cương kiếm này đều không hư hao, vừa vặn có thể trực tiếp sử dụng. Chương 112, Thanh Vân môn hạ, xem hết nửa phần trên, Thạch Xuyên tiếp tục xem nửa phần dưới của thanh cương kiếm trận, vừa mới lật xem hai trang, trên mặt Thạch Xuyên không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Phung tay lên, 72 thanh kiếm thanh cương xuất hiện trước mặt Thạch Xuyên. Thạch Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa, lại vung tay lên, 72 thanh kiếm trận thanh cương này không biết đã tiêu phí bao nhiêu tinh lực và tâm huyết bị Thạch Xuyên thu vào trong tiên phủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thạch Xuyên lật xem nửa phần sau của thanh cương kiếm trận, ngay từ đầu không ngờ lại dùng tâm huyết tẩm bổ 72 thanh thanh cương kiếm này như thế nào. Chỉ cần dùng loại pháp môn này, thanh cương kiếm sẽ là vật nhận chủ, trừ phi là người được tâm thần tẩm bổ, không còn ai khác có thể sử dụng. Nói cách khác, 72 thanh phi kiếm này không có tác dụng với Thạch Xuyên. Vốn muốn bất việc, lần này lại được một việc lớn phiền toái. Thạch Xuyên cười khổ lẩm bẩm, thanh cương kiếm trận này có uy lực cực mạnh, Thạch Xuyên không có đạo lý không tu luyện. Nhưng luyện chế 72 thanh thanh cương kiếm lại vô cùng gian nan. Xem hết nửa phần thô giáp tiếp theo, Thạch Xuyên càng thêm kiên định ý nghĩ muốn luyện chế thanh cương kiếm trận. Trong nửa phần dưới, chẳng những có pháp môn tu luyện luyện khí kỳ, còn có pháp môn tu luyện trúc cơ kỳ và kim đan kỳ. Nói cách khác, Thạch Xuyên có thể dùng quyền, thanh cương kiếm trận làm pháp môn công kích chủ tu sau này. Có thể thấy được, thanh cương kiếm trận này đích thật là một môn pháp môn uy lực cực mạnh, nhất định hao phí thật lớn tâm huyết mới nghiên cứu chế tạo thành công. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Thạch Xuyên lại tiếp tục lên đường. Mặc dù không có đêm tối đi gấp như trước đây, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Sau hơn 20 ngày, Thạch Xuyên rốt cuộc cũng đi tới gần di tích thượng cổ. Di tích thượng cổ nằm trong phạm vi Thanh Vân Môn, chỉ có một bộ phận của Thanh Vân Môn, muốn đi vào di tích thượng cổ, nhất định phải được Thanh Vân Môn cho phép. Chỉ có lúc bắt đầu, Thanh Vân Môn mới cho phép tu sĩ của các đại môn phái và gia tộc tiến vào, sau khi tụ tập đông đảo tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, cùng mở ra pháp trận tiến vào di tích thượng cổ, phần lớn tán tu đều bị chặn ở ngoài cửa. Nhưng những tán tu này tụ tập ở đây cũng không rời đi, thời gian lâu dần, dưới chân núi Thanh Vân Môn, không ngờ chậm rãi hình thành một phường thị có quy mô. Tuy rằng cách Thanh Vân Môn rất gần, nhưng không chiếm được địa bàn của Thanh Vân Môn, hơn nữa phường thị này cũng cung cấp rất nhiều tiện lợi cho tu sĩ Thanh Vân Môn, cho nên dưới sự ngầm đồng ý của Thanh Vân Môn, tu sĩ tụ tập trong phường thị càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là trước khi di tích thượng cổ bắt đầu, rất nhiều tu sĩ đã sớm tụ tập ở đây. Đủ loại đan dược, pháp khí, phù triện lệnh lang đầy giấy trong đó phù lục và pháp khí có lượng tiêu thụ tốt nhất tiếp theo chính là đan dược chữa thương những vật này đều là những vật chuẩn bị để tiến vào di tích thượng cổ thạch xuyên đi vào trong phường thị này cũng bị dọa cho giật nảy mình dòng người bắt đầu khởi động ở đây mức độ náo nhiệt không thua gì tu chân trấn nhỏ nhưng khác với trấn nhỏ tu chân chính là phường thị này chiếm diện tích rất lớn mỗi cửa hàng đều cách rất xa căn bản không muốn giống như tiểu trấn tu chân vừa nhìn đã biết là phòng ở do người sắp xếp. Chuyện này tự nhiên có liên quan đến việc phường thị hình thành. Thạch Xuyên tới đây, đương nhiên là phải tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Ngoại trừ khách sạn lớn nhỏ ra, còn có rất nhiều túp lều đơn sơ, đương nhiên giá cả so với tu chân chấn nhỏ mà nói, càng là tiện nghi hơn nhiều. Thạch Xuyên tìm một khách điếm không lớn không nhỏ ở trung tâm phường thị, chỉ dùng 20 khối linh thạch đã có quyền sử dụng di tích thượng cổ. Ở nơi này, Thạch Xuyên đương nhiên không thể yên tâm tu luyện, mặc dù trong tay có mấy cái pháp trận bình thường, nhưng Thạch Xuyên vẫn cảm thấy không an toàn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Thạch Xuyên trực tiếp tiến vào trong phường thị, nhìn xem có thể mua được trận pháp phòng ngự tốt hay không. Sau khi đi mấy cửa hàng, Thạch Xuyên bắt đầu có chút thất vọng, vật phẩm bán ra trong những cửa hàng này, đại bộ phận đều có liên quan tới di tích cổ, cũng có thể nói, phù triện và pháp khí dùng một lần tương đối nhiều, mà những vật khác thì rất ít. Nguyên liệu khoáng thạch, những vật này cơ bản rất hiếm thấy nhưng những cửa hàng này lại có chiêu bài thu mua thảo dược và khoáng thạch chỉ là giá cả thấp khiến thạch xuyên thổ huyết xem ra tu sĩ mở tiệm ở đây rất thích buôn bán tu sĩ vào thượng cổ di tích liều mạng mới không quan tâm bao nhiêu linh thạch chỉ cần trong thời gian ngắn đem những thứ vô dụng biến thành những thứ có thể dùng trong thượng cổ di tích là được lại đi thêm mấy cửa hàng thạch xuyên bất đắc dĩ lắc đầu cửa hàng ở vị trí trung tâm phường thị phần lớn không khác nhau lắm đồ vật bán ra cơ bản cũng giống nhau. Thân thể Thạch Xuyên còn mệt mỏi, cũng không muốn đi nhiều, liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Xuyên dậy thật sớm, tìm đến trưởng quầy hỏi. Nơi này có cửa tiệm bán trận pháp không? Trận pháp, trưởng quầy kia là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ sáu, đương nhiên biết ý tứ của Thạch Xuyên, do dự một chút rồi nói. Chắc hẳn khách quan đã kiểm tra cửa hàng xung quanh, trận pháp loại vật này có rất ít bán. Bất quá ở tận cùng phía Tây, thường thường có người bày quầy bán ra một ít vật phẩm tu chân, khách quan có thể đi vào xem xét. Đa tạ trưởng quỹ, Thạch Xuyên nói một tiếng cảm ơn, đi về phía Tây của phường thị. Đi hồi lâu sau, mới xa xa nhìn thấy có mấy chục người tụ tập cùng một chỗ, trước mặt có quầy hàng, cũng có hơn 20 người. Nhỏ thì nhỏ một chút, hy vọng có thể tìm được trận pháp thích hợp. Thạch Xuyên khẽ thở dài, bắt đầu tìm tòi trên những quầy hàng này. Đây là vật gì? Thạch Xuyên ngồi xổm xuống trước một quầy hàng, Hiếu Kỳ cầm lấy một vật dài nhỏ bằng bàn tay, thoạt nhìn giống như hạt giống linh thảo gì đó, bởi vì linh lực phía trên vô cùng dồi dào. Đây là hạt giống của lục kinh điều, chỉ cần rót vào một chút linh lực, liền có thể thúc đẩy nó nhanh chóng sinh trưởng, có thể trói buộc yêu thú, tương đương với một trận pháp trói buộc, nhưng giá cả so với trói buộc trận pháp rẻ hơn nhiều. Chỉ cần ba khối linh thạch, nữ tu sĩ bán ra vật này nhìn thấy thạch xuyên cảm thấy hứng thú, vội vàng giới thiệu. Thạch Xuyên gật đầu, nhìn trên quầy hàng của nàng, ngoại trừ mấy hạt giống lục kinh điều ra, còn có một ít linh thảo. Đương nhiên, càng khiến cho Thạch Xuyên chú ý tới chính là một trận bàn cũ nát. Tuy rằng không có quan sát kỹ lưỡng, thế nhưng Thạch Xuyên cũng cảm nhận được, trận bàn này tuyệt đối không phải là một trận bàn bình thường. Thạch Xuyên tùy ý chọn lựa một ít hạt giống linh thảo cùng lục kinh điều, cũng không có trả giá, trực tiếp thanh toán 20 khối linh thạch, làm cho nữ tu sĩ kia cười đến nở hoa. Thạch Xuyên cất linh thảo vào trong túi chữ vật, đột nhiên có chút tò mò chỉ vào trận pháp kia, hỏi. Vật này dùng để làm gì? Đây là một trận bàn, có thể bố trí một pháp trận phòng ngự, nếu đạo hữu có hứng thú, giá tiền dễ nói. Nữ tu kia nhìn Thạch Xuyên, trên mặt nổi lên một tia hồng quang. Trận pháp phòng ngự, tác dụng này cũng không lớn. Thạch Xuyên hơi do dự, xoay người muốn rời đi. Đạo hữu chậm đã, trận pháp phòng ngự này có tác dụng rất lớn, ở nơi hoang vu giã ngoại, bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra trận pháp, để tránh bị yêu thú công kích. Hơn nữa trận pháp này kèm theo công hiệu liếm tức, chỉ cần trận pháp vận chuyển, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Cô gái kia thấy Thạch Xuyên muốn đi, vội vàng nói hết ra. Trận pháp này có thể sử dụng ở giã ngoại. Thạch Xuyên có chút không tin hỏi thăm, trận pháp tầm thường, bố trí tương đối dườm già, coi như là dùng trận bàn, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể bố trí xong. Đi một chỗ bố trí một trận pháp, còn chưa đủ phiền toái. Trận pháp này chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể bố trí xong, nhưng mà linh thạch tiêu hao nhiều hơn một chút mà thôi." Nữ tu kia vội vàng nói, "Nếu đạo hữu muốn, 100 khối linh thạch lấy đi là được." "100, đắt một chút đi, 50 đi." Kỳ thật 100 khối linh thạch giá cả ngược lại là thập phần rẻ tiền, còn kém một kiện hạ phẩm pháp khí đấy, Thạch Xuyên cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. "Được, thành giao." Nữ tu kia quyết định thật nhanh nói. Mặt mũi thạch xuyên tràn đầy vẻ nghi ngờ cầm trận bàn lên, cẩn thận xem xét một phen, cũng không có vẻ gì là hư hao cả, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà vẫn ném ra 50 khối linh thạch, cho dù không thể dùng, ném vào trong tiên phủ phân giải được tài liệu cũng tuyệt đối đủ 50 khối linh thạch. chương 113, Bính nặc trận bàn, sau khi thạch xuyên đạt được trận bàn, cũng không nóng lòng rời đi, mà đi vòng quanh những quầy hàng này một vòng, phát hiện những quầy hàng này bán ra đồ vật rất lộn xộn đan dược pháp khí linh thảo khoáng thạch đều có trong đó linh thảo là nhiều nhất thạch xuyên mua một ít linh thảo chưa từng thấy ném vào trong tiên phủ nhìn xem những linh thảo này có thể mọc dễ nảy mầm hay không dù sao giá tiền cũng không đắt bởi vì ngoại trừ những linh thảo này ra thạch xuyên không còn có thứ gì có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú những tu sĩ bày quầy bán hàng ở đây có lẽ đã ở đây rất lâu thỉnh thoảng còn bàn tán về chuyện di tích thượng cổ lần này nhưng khi thạch xuyên đến gần bọn họ liền ngậm miệng không nói nữa thạch xuyên vô cùng phiền muộn chuyến đi hôm nay cuối cùng cũng có chút thu hoạch sau khi trở lại khách sạn thạch xuyên vừa định lên lầu trở lại gian phòng của mình thí nghiệm uy lực của trận bàn này một chút lão bản khách sạn kia lại đột nhiên nói thu nhập của đạo hữu hôm nay như thế nào cũng được thạch xuyên tùy ý đáp nhưng lập tức cảm giác được lời này không ổn ông chủ khách sạn này hỏi thu nhập hôm nay mà không phải thu hoạch hai bên khác biệt không nhỏ Chẳng lẽ ông chủ khách điếm này cho rằng ta ra ngoài bán đồ rồi? Hay là nói sai, trong lòng Thạch Xuyên âm thầm nghi ngờ nói. Cách di tích thượng cổ còn hơn 2 tháng, đại bộ phận tu sĩ đều ở trên đường, sinh ý không tốt cũng là nên. Những lời này của lão bản khách sạn càng làm cho Thạch Xuyên có chút không hiểu ra sao. Sắc mặt Thạch Xuyên hơi đổi, cũng không phủ nhận, ngược lại vừa cười vừa nói. Tác trưởng quầy hảo nhãn lực, làm sao biết ta là đến bán đồ đây là dùng để đoán sao trường quầy cười ha 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 nói những tán tu chúng ta căn bản không có cơ hội tiến vào di tích thượng cổ hơn nữa ta thấy đạo hữu chỉ có luyện khí kỳ tầng 4, đừng nói là vào không được cho dù có thể vào được thì e là lành ít dữ nhiều nếu đã không vào được còn chạy tới đây nhất định là vì làm ăn mà đến thạch xuyên giờ mới hiểu được trường quầy này vẫn luôn coi hắn là tán tu bình thường nhưng như vậy cũng tốt thạch xuyên cũng không phủ nhận chắp tay, đi lên lầu, trong lòng âm thầm tính kế, dù sao vừa tới nơi đây không phải rất quen thuộc, không bằng thừa dịp có thời gian, cũng đi bầy quầy bán hàng, nhìn xem có thể thăm dò được một ít tin tức hữu dụng hay không. Đặc biệt là đan tinh, cho dù không có đan tinh, nội đan yêu thú cũng có thể. Trước mắt mà nói, thạch xuyên ngoài huyền thiết kiếm thượng phẩm bình thường do chính mình luyện chế ra thì cũng chỉ có minh thổ kiếm sử dụng được. Nhưng minh thổ kiếm cũng chỉ có công hiệu âm độc đặc thù mà thôi, phương diện thao túng cũng không có quá nhiều ưu thế. Mà pháp khí quốc chim kia, đột nhiên phát sinh dị biến, cuối cùng bị Thạch Xuyên cưỡng ép thu vào trong túi chữ vật. Mỗi lần Thạch Xuyên dùng thần thức thăm dò vào đều cảm giác được một loại đau nhức kịch liệt khi đâm vào thần thức, còn có oán niệm như biển máu. Không chỉ pháp khí quốc chim này, toàn bộ vật phẩm trong túi chữ vật đều không thể lấy ra. May mắn là trong túi chữ vật chứa pháp khí quốc mỏ cũng không có bao nhiêu thứ Thạch Xuyên cần gấp. Cho nên Thạch Xuyên lúc này cấp thiết muốn luyện chế ra 18 chuôi thanh cương kiếm, trước tiên dùng tạm. Sau khi đóng cửa phòng lại, Thạch Xuyên lấy ra trận bàn, chậm rãi rót linh lực vào, trận bàn bắt đầu chậm rãi lớn dần lên, đồng thời bốn cây trận kỳ cũng hiển lộ ra. Trên đường nét trận pháp loáng thoáng xuất hiện chẳng chịt hoa văn, Thạch Xuyên đưa mắt nhìn lại, lại có một loại cảm giác mê muội. Nhưng trận pháp bố trí đột nhiên ngừng lại, mặc cho Thạch Xuyên thúc giục linh lực thế nào cũng không có nửa điểm biến hóa. Thạch Xuyên có chút nghĩ không thông, trận pháp có thể vận chuyển đến một bước này hẳn là không có vấn đề gì mới đúng làm sao lại đột nhiên đình chỉ chứ lúc này thạch xuyên mới chú ý tới trên bốn góc của trận pháp phân biệt hiện lên một cái lỗ khảm thạch xuyên cầm bốn khối linh thạch phân biệt nhét vào linh thạch vừa tiến vào lỗ khảm bạch quang lóe lên liền biến mất vô ảnh vô tung thạch xuyên lại đi ra ngoài bốn khối linh thạch theo thứ tự đầu nhập vào rất nhanh bốn khối linh thạch lại không thấy nhưng sau khi linh thạch biến mất, trên trận pháp loáng thoáng lộ ra một tia bạch quang. Xem ra linh thạch cũng không phải là ném vô ích vào, sau khi nhìn thấy hiện tượng này, thạch xuyên trực tiếp lấy ra 200 khối linh thạch, bỏ từng cái lỗ khảm vào. Bốn cái lỗ này giống như bốn cái động không đáy, mặc kệ thạch xuyên ném bao nhiêu linh thạch vào, đều bị hấp thu sạch sẽ. Bạch quang trên trận pháp càng ngày càng trói mắt, không biết sau khi ném bao nhiêu viên linh thạch vào, phía trên trận pháp, bạch quang lóe lên, trong nháy mắt đã bao phủ Thạch Xuyên lại. Đồng thời, trong thần thức của Thạch Xuyên cũng cảm giác được sự tồn tại của trận pháp. Một lát sau, Thạch Xuyên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trận pháp này, uy lực đủ mạnh, Thạch Xuyên hài lòng gật gật đầu. Trận pháp phòng ngự bình thường, chỉ có hơn 10 tầng phòng ngự, trận pháp này, thậm chí có 120 tầng phòng ngự. Vượt xa trận pháp bình thường, hơn nữa thời gian bố trí trận pháp căn bản không cần một khắc đồng hồ. Nhưng trận pháp này còn có một khuyết điểm chí mạng, Thạch Xuyên nhìn tám viên linh thạch trên tay, không khỏi nở nụ cười khổ. Một lần mở ra trận pháp này cần 200 khối linh thạch, đây là điều Thạch Xuyên hoàn toàn không nghĩ tới. Trách không được nữ tu kia ước gì bán trận pháp này cho Thạch Xuyên, bởi vì trận pháp này ở trong tay nàng, thật sự giống như gân gà. Nếu sử dụng, linh thạch tiêu hao rất nhiều, không có lời chút nào, nếu không dùng, coi như bài trí, còn không bằng đổi thành linh thạch. Cũng được, Thạch Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Lúc trận pháp được bố trí thành công, các loại công dụng của trận pháp cũng đồng thời tiến vào thần thức của Thạch Xuyên. Từ tin tức trong trận bàn hắn biết được trận pháp này tên là Bính Nặc Trận Bàn. Chẳng những có công hiệu phòng ngự, quan trọng hơn là có thể ẩn nấp khí tức tu sĩ, để tu vi khác không thể nào phát hiện. Cho nên Bính Nặc Trận Bàn này cũng là thủ đoạn tốt để tránh né kẻ địch cùng ăn cướp. Chỉ là kích phát 200 khối linh thạch một lần, chỉ có thể duy trì hai canh giờ mà thôi, tiêu hao quá lớn. Thạch Xuyên cũng sẽ không lãng phí hai canh giờ này, tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp thao túng trận bàn này. Hai canh giờ sau, Thạch Xuyên đại khái đã hiểu rõ phương pháp sử dụng bính nặc trận bàn này, trải qua sự quan sát cẩn thận của Thạch Xuyên. Phát hiện trận bàn cần duy nhất chính là linh thạch. 200 khối linh thạch kích phát trận pháp, mỗi canh giờ sẽ giảm 5 phần, muốn giữ được công hiệu ẩn nấp và phòng ngự thì cần có đủ linh thạch. Thạch Xuyên lắc đầu, trận pháp này dù tốt cũng không thể mỗi ngày đều sử dụng xem ra sau khi gặp trận bàn vẫn phải suy nghĩ một chút nhưng trận bàn này ở trong di tích thượng cổ lại đặc biệt thực dụng một khi thạch xuyên bị thương hoặc muốn nghỉ ngơi một phen như vậy trận pháp bính nặc này chính là lựa chọn tốt nhất sau khi thu dọn thỏa đáng thạch xuyên lại tiến vào trong tiên phủ hôm nay linh thảo vừa ném vào đất vàng trong tiên phủ bồi dưỡng đã bắt đầu chậm rãi cắm rễ có mấy cây linh thảo sinh trưởng đặc biệt dài chung quanh những linh thảo này đều có một chút vết ẩm ướt. Xem ra là công lao của con dị thú kia. Con dị thú này khiến Thạch Xuyên vừa yêu vừa hận. chương 114, Bách Hoa nhướng. ngày thứ hai, Thạch Xuyên rời khỏi khách sạn thật sớm, thẳng đến vị trí bày quầy bán hàng hôm qua. Sáng sớm như vậy, đã có không ít người bày quầy hàng, nữ tu hôm qua bán trận bàn cho Thạch Xuyên cũng có mặt, nhìn thấy sắc mặt Thạch Xuyên hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Đạo hữu dậy sớm quá, Nữ tu chủ động chào hỏi. Thạch Xuyên gật đầu, bày một tấm vải bên cạnh nữ tu, từng món từng món đổ ra ngoài, các loại khoáng thạch cấp thấp, linh khí, phù lục còn có một chút đan dược, hoàn toàn là một cửa hàng tạp hóa. Tu sĩ bình thường liếc mắt một cái xem ra, tuyệt đối sẽ đem Thạch Xuyên coi như một người bán phá giá tạp hóa trên người. Người cũng tới bán bảo vật, nữ tu kia thấy Thạch Xuyên cũng không nói chuyện trả lại trận bàn, cũng yên tâm. Lẽ nào ta không giống sao? Thạch Xuyên hỏi ngược lại nhìn ngươi hôm qua gây nên, thật đúng là không nghĩ như thế nào, bất quá hôm nay, lại là giống nhiều hơn. Nữ tu kia nhìn thương phẩm bầy biển trước mặt Thạch Xuyên, đột nhiên che miệng nở nụ cười. Đạo Hữu không phải ta đã kích ngươi, mấy thứ này của ngươi có thể bán đi mới là lạ. Mấy thứ này sao vậy? Thạch Xuyên tùy ý hỏi, bởi vì bản thân Thạch Xuyên cũng không phải là đến bán đồ, mà là muốn mượn danh nghĩa này, đánh vào giữa những tu sĩ này, tìm hiểu một ít tin tức, cho nên những vật này cũng đều là tùy ý lấy ra, tương đối thấp sai bảo vật. Nữ tu kia ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc, dùng giọng điệu giáo huấn nói. Mặc dù ngươi giống ta, đều là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 4, nhưng nói đến chuyện làm ăn, ngươi so với ta còn kém xa. Người tới nơi này mua đồ đều là tu sĩ muốn đi vào di tích thượng cổ, người bày ra những khoáng thạch này, có người muốn mới là lạ, người ta ước gì đem khoáng thạch và đan dược trên người mình bán đi hết, đổi chút phù triện hoặc là pháp khí dùng một lần. Thì ra là thế, thụ giáo, Thạch Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, xem khẩu khí nói chuyện của nữ tu này, tựa hồ thật sự coi Thạch Xuyên như là người cùng bầy sạc với mình. Chỉ chốc lát, hai người đã quen biết, Thạch Xuyên từ trong lời nói biết được, nữ tu này tên là Dư Thiên Huệ, tán tu luyện khí kỳ tầng 4, nàng còn có một ca ca, Dư Thiên Hoành, có tu vi luyện khí kỳ tầng 5. Hai huynh muội tuy rằng tư chất đều là bình thường, nhưng khi còn bé ngoại ý muốn đạt được một vị tu chân tiền bối chỉ điểm, mới bước vào con đường tu chân. Hai người một mực chu du tứ phương, ngẫu nhiên đi tới nơi này, phát hiện cơ hội buôn bán vô hạn, cho nên liền ở chỗ này làm chút sinh ý nhỏ, đổi chút ít linh thạch cùng đan dược tu luyện. Nói chuyện với nhau một hồi, Thạch Xuyên liền phát hiện nữ tu này không phải là người bình thường có thể nói, tựa hồ đã lâu không nói chuyện, mặc kệ chuyện gì, vào trong miệng của nàng, đều có thể nói ngắn nói dài, nói ngắn nói dài. Ví dụ như trận bàn bán cho Thạch Xuyên, Dư Thiên Huệ càng không chịu nổi, đầu tiên nói đến trận bàn đến từ di tích thượng cổ, sau đó đổi chủ mấy lần, cuối cùng chảy vào trong tay Dư Thiên Hoành, sau đó công hiệu trận bàn này. Ước chừng nói hơn một canh giờ, Thạch Xuyên nhìn miệng nàng ta nhếch lên, không ngờ mình cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng cũng âm thầm bội phục Dư Thiên Huệ công phu miệng lưỡi, trách không được Dư Thiên Hoành ra ngoài, mà để Dư Thiên Huệ bày quầy bán hàng ở đây. Nếu không phải có người đến mua phù lục của Thạch Xuyên, chỉ sợ dư thiên huệ này còn không im lặng đến trưa thạch xuyên bán ra không ít phù lục khoáng thạch và đan dược vậy mà không có người hỏi thăm mà dư thiên huệ ở đâu vậy mà không có khai trương dư thiên huệ vẻ mặt giáo dục nói thấy chưa buổi sáng ta nói cái gì ấy nhỉ mấy thứ này của ngươi căn bản là không bán được hai người dù sao cũng coi là quen biết thạch xuyên cũng giống như nói dẫn nói ta tốt xấu còn bán mấy tấm phù lục người đây không phải còn chưa khai trương sao Mấy thứ này của ta vốn chính là tùy tiện bày ra, chờ thêm mấy ngày nữa, ta có thể đi kiếm nhiều tiền." Sư Thiên Huệ vẻ mặt thần bí nói. "Làm ăn lớn?" Thạch Xuyên vẻ mặt nghi hoặc, "Ngươi cho rằng mỗi ngày ta đều ở chỗ này bán chút linh thảo, chỉ đủ cho ta và ca ca ta bán đan dược, linh thạch sao?" Sư Thiên Huệ thấp giọng nói, "Kỳ thật, mỗi lần di tích thượng cổ mở ra, đều là cơ hội tốt để chúng ta phát tài. Ngươi có muốn đi phát tài với ta không?" Thạch Xuyên sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng thì đang buồn bực cũng không phải dư thiên huệ tới quá gần lọn tóc đụng phải hai gò má thạch xuyên mà là trong lòng thạch xuyên nghe được câu này đã có phòng bị mặc dù chuyện tả ra đã qua mấy tháng nhưng vẫn khiến thạch xuyên nhớ rõ như in thạch xuyên một mực cảnh cáo chính mình phàm là chuyện có lợi trước khi làm đều phải suy nghĩ thật kỹ một phen người khác vì sao lại vô duyên vô cớ cho ngươi nhiều lợi ích vượt mức bình thường như vậy dư sư muội nói thử xem rốt cuộc là chỗ tốt gì Thạch Xuyên nhàn nhạt hỏi. Dư Thiên Huệ đối với sự thờ ơ của Thạch Xuyên thập phần không hài lòng, hạ giọng nói. Nếu như ngươi may mắn, trong lúc ở di tích thượng cổ lần này, kiếm một ngàn khối linh thạch cũng không thành vấn đề. Một ngàn khối linh thạch, đối với tán tu bình thường mà nói, quả thực không phải một con số nhỏ. Được rồi, ta liền nói thật với ngươi. Dư Thiên Huệ có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi một chút cũng không biết phối hợp, thật nhàm chán. Biện pháp kiếm tiền mà ta nói tới, chính là bách hoa nhưỡng bách hoa nhưỡng chính là loại linh tử thu thập linh thảo trăm hoa ủ chế thành dùng loại linh tử này có thể nhanh chóng hồi phục linh lực là vật cần thiết để tiến vào di tích thượng cổ bách hoa nhưỡng thật là một thứ tốt thạch xuyên nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy hứng thú loại đồ tốt này thạch xuyên đương nhiên phải chuẩn bị một ít sư thiên huệ tiếp tục nói người nhìn xem nơi này tu sĩ không nhiều lắm đợi đến lúc di tích thượng cổ sắp bắt đầu bầy sạp ở đây sẽ đạt tới mấy trăm người, gần như mỗi người đều bán bách hoa nhướng, cho dù là như thế cũng cung không đủ cầu. Nói như vậy, phối phương bách hoa nhướng không khó có được. Thạch Xuyên nói, phối phương đều là việc nhỏ. Dư Thiên Huệ nói, chủ yếu nhìn số lượng linh hoa người thu thập được, chủng loại thu thập càng nhiều, phẩm chất linh tử cũng càng tốt. Giá cả cũng có chỗ khác biệt, thế nào, có hứng thú rồi, mấy ngày nay linh hoa hẳn là lục tục mở ra, chỉ cần ta lại tìm một tu sĩ liền có thể tụ tập 5 người, tiến đến hái linh hoa, tính ngươi một cái như thế nào. Còn cần nhiều người như vậy sao? Thạch Xuyên có chút không hiểu hỏi, theo lý thuyết, một mình hành động sẽ tốt hơn, như vậy cũng không đến mức 5 người được chia. Thanh Thương Sơn có không ít yêu thú, với tu vi luyện khí kỳ tầng 4 của ngươi, chỉ sợ ngay cả chân núi cũng không vào được, còn muốn tự mình hái linh hoa. Dư Thiên Huệ tùy ý nói, huống chi, Mấy năm qua chúng ta vẫn luôn thu thập linh hoa, nơi nào sản xuất linh hoa gì cũng đều tương đối rõ ràng, người muốn đi cùng với chúng ta thì cứ đi, không muốn đi cũng không bắt buộc. Sư đạo hữu mời, ta nào có đạo lý không đi." Thạch Xuyên cười nói. Vốn dĩ Thạch Xuyên định tự mình đi, nhưng có người dẫn đường cũng không phải là một chuyện xấu, lần này đi thu thập linh hoa, thuận tiện có thể săn giết và thu mua một ít nội đan yêu thú, rút ra đan tinh, chuẩn bị luyện chế thanh cương kiếm chương 115, Tha Hương Mộ Cố Chi, Ngọc Hoàng Sơn cách Thanh Vân Môn chỉ 4-500 dặm đường, nơi này đồi núi cỏ thưa, chẳng những là người tu chân, cho dù là phàm nhân, cũng có rất ít người tới đây. Bất quá hôm nay đột nhiên xuất hiện bốn tu sĩ mặc hoàng sắc đạo bào. Bốn người này đều ngựa kiếm bay đến đây, sau đó đột nhiên ngừng lại. Khúc sư huynh, khí tức sao đột nhiên lại đứt đoạn. Một gã tu sĩ mặc đạo bào màu vàng cầm trong tay một tấm bảng gỗ, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói theo lý thuyết, ít nhất còn có hơn 5 ngày, chẳng lẽ tu sĩ kia phát hiện khí tức, cố ý ẩn giấu? Vẫn là nghĩ cách tiêu trừ đạo khí tức này. Không có khả năng, tu sĩ được xưng là khúc sư huynh nhiễm nhiên đứng đầu bốn người, chém đinh chặt sắt nói. Trừ phi là tu sĩ trúc cơ kỳ, rất khó phát hiện ra loại khí tức này. Cho dù phát hiện, cũng không cách nào loại trừ. Chúng ta đã truy tìm đạo khí tức này tiếp cận một tháng, lúc này đột nhiên đoạn tuyệt, hẳn không phải là khí tức bị loại trừ chúng ta vẫn nên ở đây chờ một chút nếu không thu hoạch được gì trở lại môn phái khó tránh khỏi bị trách phạt một tu sĩ trung niên khác nói cũng tốt chúng ta tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian đi những ngày này chư vị sư đệ đều vất vả khúc đạo nhân khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức ba người khác cũng nhao nhao noi theo hai canh giờ sau tu sĩ cầm mộc bài trong tay đột nhiên la lớn mau nhìn đạo khí thức kia lại có xuất phát, bốn đạo hoàng quang bay nhanh đi, phương hướng tiến lên chính là Thanh Vân Môn. Sau khi quyết định đi cùng đám người Dư Thiên Huệ đến Thanh Thương Sơn, Thạch Xuyên cũng cố ý đi tìm hiểu một chút. Cùng đi tổng cộng có 5 người, trừ Dư Thiên Hoành luyện khí kỳ tầng 5 ra, còn có hai người huynh muội bọn họ quen biết bạn tốt nhiều năm, hai người Đào Trí và Trung Tú, hai người này cũng có tu vi luyện khí kỳ tầng 5. Thạch Xuyên cũng tự mình đi bái phỏng Dư Thiên Hoành một chút, Tuy rằng Dư Thiên Hoành không hài lòng lắm với tu vi của Thạch Xuyên, nhưng nể mặt Dư Thiên Huệ, vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Đối với việc này, Thạch Xuyên cũng không muốn giải thích quá nhiều, lần này Thạch Xuyên vào núi, chỉ là muốn làm quen với bọn họ một chút hoàn cảnh, chờ qua ít ngày, chính mình vào núi mới là chính đạo. Hai ngày sau, Thạch Xuyên tu luyện ban đêm, ban ngày bầy quầy bán hàng, tin tức cũng không dò la được bao nhiêu, ngược lại là rất quen thuộc với mấy quầy hàng này. Hôm đó, thu quầy hàng Thạch Xuyên chậm rãi đi về phía khách sạn, đột nhiên trông thấy một nữ tu ở xa xa. Mặt nữ tu này như mẫu đơn, kiều diễm vô cùng, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp trong suốt như thu thủy, một thân đạo bào trắng noãn, mặc dù cực kỳ mộc mạc, nhưng mà nhìn qua, liền tản mát ra một loại tiên linh chi khí. Thạch Xuyên chú ý người này, cũng không phải là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mà là bộ dáng của nàng này có vài phần quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào đó rồi. Thạch sư huynh Sao ngươi lại ở chỗ này? Nữ tử kia đi nhanh vài bước, đi tới trước mặt Thạch Xuyên. Thạch Xuyên thoáng nghĩ một chút, mới nhận ra nữ tu trước mặt này vậy mà ở trong hầm mỏ gặp phải Hoa Ảnh Vũ. Lúc ở Quảng Mỏ, trên mặt Hoa Ảnh Vũ có bôi cho bụi, quần áo mặc trên người cũng là kiểu nam. Không ngờ sau khi ăn mặc sơ qua, lại có mỹ mạo như thế. Ta chỉ có luyện khí kỳ tầng 4, không phải là sư huynh gì cả. Thạch Xuyên cười cười nói ra, trước khi tiến vào di tích thượng cổ. Thạch Xuyên không muốn bại lộ thực lực của mình, dù sao qua mấy ngày nữa, trưởng lão chấp sự sẽ dẫn dắt tu sĩ luyện khí tầng 10 thắng lợi trong thi đấu Thủy Linh Môn, cùng với tu sĩ Hậu Thiên Kỳ xem như vật hy sinh tới đây. Thực lực của Thạch Xuyên, Hoa Ảnh Vũ rõ ràng rành mạch. Nhưng nếu Thạch Xuyên đã nói như vậy, Hoa Ảnh Vũ đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Thạch Xuyên, mỉm cười gật đầu. Lúc này, Thạch Xuyên chú ý tới, trên ngực của Hoa Ảnh Vũ có thêu hai chữ Thanh Vân. Ta đã gia nhập Thanh Vân môn, Hoa ảnh vũ không chút che giấu nói, sau trận chiến ở mỏ quạng lần trước, ta cũng đã suy nghĩ rất lâu, hình như không có ngày nổi danh ở Thủy Linh Môn. Ta vốn định tìm một nơi bế quan tu luyện, nhưng trùng hợp gặp được mấy tên tán tu, nói là Thanh Vân Môn tuyển nhận đệ tử, nhưng khi ta tới đây thì cũng đã trở thành đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn chính là môn phái lớn nhất trong các nước Nam Lương, còn chiếm cứ di tích thượng cổ, điều kiện đương nhiên vô cùng ưu việt mà hoa ảnh vũ cũng không đăng ký tạo sách ở thủy linh môn ở hầm mỏ chỉ là giúp phụ thân nàng trả nợ mà thôi hiện tại chọn cây tốt mà đậu cũng là một chuyện tốt thạch xuyên gật đầu mặt không biểu tình nói chỉ cần có thể tìm một địa phương hảo hảo tu luyện ở môn phái nào cũng không sao cả dứt lời liền muốn xoay người rời đi hoa ảnh vũ lại nói thạch thạch sư huynh chờ chút còn có chuyện gì sao thạch xuyên hỏi ngược lại không có chuyện gì Hoa Ảnh Vũ lấy từ trong túi chữ vật ra một tấm thẻ, đưa cho Thạch Xuyên nói: "Ta bây giờ là Thanh Vân Môn nội môn đệ tử, ngươi nếu có cái gì cần, cứ tới tìm ta là được." Thanh Vân Môn ở chỗ này nói chuyện, vẫn là có vài phần phân lượng. "Vậy xin đa tạ." Thạch Xuyên cũng không khách khí, nhận lấy Hoa Ảnh Vũ, đang muốn xoay người rời đi, lúc này có mấy tu sĩ đi tới. "Hoa sư muội, đi ra mua đồ cũng không nói với ta một tiếng, di tích thượng cổ lập tức sẽ mở ra." Nơi này nhiều người lộn xộn, vô cùng không an toàn. Về sau ta phái hai tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7 tầng 8 đi cùng ngươi, nếu ta có thời gian thì tự mình đến bồi ngươi cũng được." Một tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh, chặn ngang giữa Thạch Xuyên và Hoa Ảnh Vũ. Nam tu này có tu vi luyện khí kỳ tầng 8, tuổi tác bất quá chừng 20, trên ngực thêu hai chữ Thanh Vân, xem ra người này cũng là người của Thanh Vân môn. Thạch Xuyên tùy ý nhìn qua, đạo bào của nam tu này hấp dẫn sự chú ý của Thạch Xuyên. Đạo bào màu xanh này, dùng tơ tầm chế tạo thành, chẳng những tránh lạnh trừ nhiệt, còn có công hiệu phòng ngự, tuyệt đối là một kiện thượng phẩm pháp khí. Lại nhìn cái vòng đeo bên hông người này, đều không ngoại lệ, đều là pháp khí thượng phẩm. Chỉ riêng pháp khí hiển lộ ra đã có giá trị mấy vạn khối linh thạch. Nếu là người bình thường, những vật này đều cất giữ bên người, miễn cho bị người nhìn thấy, lòng mang ý đổ xấu, mà người này lại giống như sợ người khác không biết, ngược lại hiển lộ ở bên ngoài. Hoa sư muội, ít giao thiệp với những người này đi." Vẻ mặt nam tu này khinh bỉ nhìn Thạch Xuyên nói, "Loại người này trên người nghèo rất mùng tơi, gặp người liền chào hàng một ít vật vô dụng, cũng chính là thanh vân môn dễ nói chuyện, để cho bọn họ ở nơi này kiếm miếng cơm ăn." "Bách sư huynh, đây là bạn cũ của ta." Hoa Ảnh Vũ có chút không vui nói. "Bạn cũ?" Sắc mặt tu sĩ họ Bách hơi đổi, quay người nhìn lại, Thạch Xuyên đã sớm không còn bóng dáng. Hoa Ảnh Vũ cũng tự rời đi. Tu sĩ họ bách thấp giọng nói với hai gã tu sĩ bên cạnh. Điều tra lai lịch của tiểu tử kia cho ta, vừa vội vàng đuổi theo hoa ảnh vũ, hoa sư muội, chờ ta một chút. Lúc tu sĩ họ bách nói chuyện, Thạch Xuyên đã sớm trở lại trong khách sạn. Đối với người này, Thạch Xuyên cũng không để ở trong lòng. Loại người này vừa nhìn đã biết là loại có gia thế ưu việt, ở trong bụng mẹ, liền được các loại linh dược bổ dưỡng. Sau khi sinh ra, đan dược càng không thiếu, đương nhiên tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Cho nên, Thạch Xuyên cũng không có bao nhiêu căm hận hay phản cảm, tuy rằng người này nói năng có chút lỗ máng, nhưng đây đều là chuyện nhỏ. Con đường tu chân vô cùng gian khổ, Thạch Xuyên sẽ không bị những chuyện nhảm chán này quấy rầy, cố gắng đề cao tu vi, đề cao thực lực của mình mới là cấp bách nhất. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 116, Thanh Thương Sơn, Thanh Thương Sơn là một dãy núi lớn nhất gần Thanh Vân Môn, chỉ tính riêng chân núi bên ngoài đã đạt tới phương viên mấy trăm dặm, trong đó sâu không lường được. Sơn mạch này cũng là bảo khố to lớn, các loại linh thảo, mạch khoáng tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, yêu thú cũng có không ít. Bình thường tu sĩ hậu thiên kỳ vượt qua luyện khí kỳ tầng 6 mới dám một mình tiến vào bên trong Thanh Thương Sơn. Nhưng thường xuyên cũng có tu sĩ hậu thiên kỳ, tạo thành đội ngũ 4-5 người, tới đây thử thời vận. Ngày hôm đó, ở dưới chân núi Thanh Thương Sơn, xuất hiện một đội ngũ nhỏ năm người vô cùng bình thường. Đại hán dẫn đầu có tu vi luyện khí kỳ tầng 5, hai nam tu cùng nữ tu khác cũng đều là luyện khí kỳ tầng 4 tầng 5. Năm người này ăn mặc đều hết sức mộc mạc, xem ra chính là đội ngũ tán tu tới đây thử vận khí. Đội ngũ như thế này rất phổ biến, đặc biệt là trước khi di tích thượng cổ mở ra, số lượng càng là rất nhiều. Tiểu đội năm người này chính là đội ngũ của Thạch Xuyên. Sở dĩ đợi đến hôm nay mới xuất phát, một là trong tay Dư Thiên Hoành có không ít chuyện phải xử lý, hai là Đào Trí và Trung Tú đi xa nhà một chuyến, vừa mới trở về. Thạch Đạo Hiếu, lần này sở dĩ mang người đến, hoàn toàn là xem tình cảm muội muội ta. Đợi lát nữa vào thanh thương sơn, hết thảy hành động đều phải nghe theo sự chỉ huy của ta, nếu như không theo, người bây giờ có thể rời đi. Dư Thiên Hoành nghiêm túc nói, ca, sao huynh có thể nói như vậy? Dư Thiên Huệ có chút bất mãn với khẩu khí dạy dỗ của Dư Thiên Hoành. Dư Thiên Hoành lạnh lùng nhìn Dư Thiên Huệ, nói, Ngươi cũng vậy, ngươi biết trong thanh thương sơn yêu thú lợi hại có bao nhiêu. Nếu mấy người chúng ta phối hợp không tốt, rất có thể sẽ trở thành thức ăn trong miệng yêu thú. Mặt khác, bên trong thanh thương sơn còn có không ít yêu thú kết bè kết đội, không nói đến ta, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 6 thứ 7 gặp phải, cũng chỉ có thể chạy chối chết. Chúng ta nếu là trêu chọc vào, căn bản chạy không thoát. Thạch Xuyên gật gật đầu, vô cùng tán đồng với sự thận trọng của Dư Thiên Hoành. Nếu Thạch Xuyên thật sự là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 4, một khi gặp phải yêu thú lợi hại gì, thật đúng là khó có thể chạy thoát. Chắp tay nói, Dư Đạo Hữu nói rất đúng, đợi khi có chuyện gì cứ việc nói, ta tuyệt đối sẽ không hành động một mình. Dư Thiên Hoành hết sức hài lòng với thái độ của Thạch Xuyên, nói. Nếu Thạch Đạo Hữu sảng khoái như vậy, chúng ta liền lên núi đi những chuyện khác có thể chậm rãi nói trên đường. Dư sư huynh, về chuyện phân phối, ta còn có mấy lời muốn nói. Đào trí vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, mà trung tú bên cạnh hắn tựa hồ cũng ủng hộ cách làm của hắn. Phân phối vẫn dựa theo phương pháp trước đó của chúng ta. Dư thiên hoành vừa đi vừa nói, chuyện này không tốt lắm đâu, đào trí suy tư nhìn về phía thạch xuyên. Ba người chúng ta đều là luyện khí kỳ tầng 5, lệnh muội mặc dù chỉ có luyện khí kỳ tầng 4, nhưng một thân tiên pháp xảo quyệt, khiến ta cũng bội phục đến cực điểm. Chỉ là vị Thạch Đạo hữu vừa mới gia nhập luyện khí kỳ tầng 4 này, không biết có tiên pháp sở trường gì không. Thạch Xuyên tự nhiên nghe ra ý của Đào Trí, rõ ràng người này chê tu vi Thạch Xuyên quá thấp, không nên phân phối bình quân với bọn họ. Phương pháp phân phối, Thạch Xuyên đã sớm nghe Dư Thiên Huệ nói qua, gặp được linh hoa, năm người thay phiên thu thập. Nội đan, linh thảo cùng với những bảo vật khác bị chu sát thì đến cuối cùng thống nhất phân phối. Mục đích chủ yếu của mấy người này tới đây chính là vì linh hoa, mà Thạch Xuyên lại không phải như thế. Chỉ cần có linh thảo, trồng vào trong tiên phủ, nở hoa là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa chuyến đi này của Thạch Xuyên chủ yếu là để làm quen một chút, với thực lực của Thạch Xuyên, hoàn toàn có thể độc lai like, độc vãng. Thạch Xuyên tùy ý nói, "Linh hoa, ta có thể không cần." Cái gì? Bốn người kinh ngạc nhìn về phía Thạch Xuyên, có chút không dám tin tưởng. Nhưng ta có một điều kiện, Thạch Xuyên tiếp tục nói, thu thập linh thảo về sau, thuộc về ta, mỗi một chủng loại, ta chỉ cần một cây là được rồi. Nội đan yêu thú, ta cũng lấy giá thị trường thu mua. Về phần những bảo vật khác, vẫn là dựa theo phương pháp phân phối của chúng ta, như thế nào? Người điên rồi, người không cần linh hoa, Dư Thiên Huệ hơi biến sắc, nàng bảo Thạch Xuyên đến để hái linh hoa để chế tạo bách hoa nhướng, không cần linh hoa, bách hoa nhướng từ đâu tới. Được, Thạch Đạo Hữu đã nói như vậy, cứ như vậy đi. Đào Chí cao hứng nói, thiếu một người chia sẻ linh hoa, tự nhiên để hắn cao hứng vô cùng. Trung Tú liếc mắt quan sát Thạch Xuyên kỹ lưỡng, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Thạch Xuyên hiểu rõ đạo lý. Huynh muội dư thị lắc đầu, bọn họ đương nhiên không biết Thạch Xuyên nghĩ như thế nào, cũng không nói thêm gì nữa. Một hàng năm người, chậm rãi đi vào bên trong thanh thương sơn, đi hơn 10 dặm, cây cối dần dần tươi tốt, tán cây rộng lớn, thậm chí có nhiều chỗ còn che cả mặt trời, dưới gốc cây ướt súng. Nơi có chút ánh sáng chiếu vào, liền mọc ra từng lùm bụi cây. Thạch xuyên đối với linh thảo, là rốt đặc cán mai, cho nên trước khi tới đây, còn đặc biệt mua sắm một quyển, linh thảo đại toàn thư, bên trong chuyên môn giới thiệu các loại linh thảo địa điểm sinh trường, tác dụng cùng bộ dáng. Hầu như bao gồm tất cả linh thảo thông thường, trải qua mấy ngày bù lại, hắn cũng nhận biết được 7-8 phần. Thỉnh thoảng gặp được vài cọng linh thảo 4-5 năm, đám người dư thiên hoành cũng không hái. Bởi vì những năm này phần linh thảo quá thấp, luyện chế đan dược cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng Thạch Xuyên lại không chút khách khí thu vào trong tiên phủ. Ở trong tiên phủ có đất vàng tầm bổ, tốc độ sinh trưởng gia tăng thật lớn, đương nhiên nếu con dị thú kia tâm tình tốt, bón phân, linh thảo trong vòng vài ngày liền có thể đạt tới mấy chục năm. Mau nhìn, chú Quốc Hoa, Trung Tú thấp giọng nói, cách năm người bốn năm trượng có một cây cỏ nhỏ khoảng ba thước, nở ra một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt. Vận khí không tệ, dư sư huynh, người mời trước. Dư thiên hoành không khách khí thu thập linh thảo, bỏ vào trong một cái hộp ngọc. Thạch xuyên thì theo sát phía sau, đem cây chu cúc này rời đến bên trong tiên phủ. Thạch đạo hiếu, chu cúc này ngoại trừ có ích ra, những chỗ khác đều vô dụng. Dư thiên huệ hảo tâm nhắc nhở. Công hiệu của chu cúc, thạch xuyên cũng đã xem qua trên, linh thảo bách khoa toàn thư. Tinh hoa toàn thân chu cúc chính là ở trên đóa hoa của nó, không có hoa, chu cúc này cùng cỏ dại bình thường không có gì khác biệt. Thạch Xuyên cười mà không nói, chuyện này không có gì để nói, chẳng lẽ lại nói ra bí mật của tiên phủ hay sao? Dư Thiên Huệ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Mà hai người đào trí và trung tú, nhìn sắc mặt Thạch Xuyên càng có loại ý cười nói không nên lời. Trong mắt bọn họ, Thạch Xuyên chính là loại tán tu chưa từng thấy qua việc đời. Mấy canh giờ sau, ngoại trừ Thạch Xuyên ra, bốn người đều có thu nhập mấy đóa linh hoa, mà cây linh thảo cùng linh hoa thạch xuyên thu thập được, cũng đạt tới mấy chục gốc. Á, à, mau nhìn, lục kinh điều, Dư Thiên Huệ đột nhiên hô lên. Thạch xuyên lần theo Dư Thiên Huệ chỉ về phía đó, quả nhiên có một đống lớn cành mận gai màu xanh biếc sinh trưởng trên đó còn nở không ít hoa nhỏ màu đỏ, loại quả dài này cũng không ít. Bên trong cây lục kinh điều lớn như vậy, hẳn là có không ít kinh thức phong, vì mấy trái cây của cây lục kinh điều như vậy, quá phiền phức dư thiên hoành nhìn đào trí và trung tú nói sắc trời sắp tối rồi chúng ta đêm nay ở đây hơi dừng lại cũng tốt đào trí đạo mặc dù ong gai lợi hại nhưng buổi tối lại không ra đến lúc đó thuận tiện có thể thu thập một ít mật ong ong của ong gai gần đây linh hoa lục tục mở ra mật ong của kinh thức phong hẳn là không tệ vẫn là đào sư huynh đối tốt với ta dư thiên huệ lại nhìn về phía dư thiên hoành như cầu khẩn thật sự là không có cách nào bắt ngươi đã như vậy chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi sơ qua đi, thạch đạo hiếu, ngươi không có ý kiến gì chứ. Ta cũng có hứng thú với cây lục kinh điều này, thạch xuyên vừa cười vừa nói, mặc dù biết dư thiên hoành chỉ là lời khách sáo, nhưng hảo cảm đối với dư thiên hoành vẫn tăng lên không ít. Thạch xuyên từ trong linh thảo bách khoa toàn thư, cũng biết được, lục kinh điều cũng là một loại linh thảo, nhưng là không có vị trí nào có thể dùng để luyện chế đan dược, chỉ có hạt giống của nó có thể dùng để trói buộc, tương đương với phủ lục trói buộc sử dụng. Bình thường cộng sinh với cành cây xanh, còn có một loại ong gai, loại ong này ban ngày hái mật hoa làm thức ăn, buổi tối thì giấu ở bên trong cành cây xanh. Mặc dù không có bao nhiêu lực công kích, nhưng số lượng nhiều cũng khiến người ta rất đau đầu. chương 117, Kinh Cức Phong, mấy người bắt đầu khoanh chân điều tức, đi một ngày, mặc dù không có đụng phải yêu thú gì, nhưng thời khắc bảo trì linh lực sung túc mới là an toàn nhất. Mặt khác, theo Dư Thiên Hoành nói, đến ban đêm, Thanh Thương Sơn càng thêm nguy hiểm, không ít yêu thú đều ẩn hiện vào ban đêm, nhưng bây giờ bọn họ cũng không xâm nhập, cho nên lo lắng quá nhiều. Thạch Xuyên vốn không có tiêu hao gì, mà nơi đây cũng không thích hợp tu luyện, Thạch Xuyên dứt khoát đưa thần thức thăm dò vào bên trong tiên phủ. Linh thảo và linh hoa hôm nay thu thập được, toàn bộ đã trồng xong. Thậm chí có một số nhánh cây còn nhú ra. Mấy ngày trước gieo xuống mấy cành cây xanh, vậy mà cũng đã nảy mầm, mọc ra một mảnh xanh um xem ra loại linh thảo cấp thấp này tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác nhanh thạch xuyên phát hiện linh thảo cấp thấp tốc độ sinh trưởng trong tiên phủ càng nhanh mà cao dai linh thảo lớn tương đối chậm một chút ví dụ như ngũ linh thảo sau khi nở hoa kết trái một lần vậy mà không còn có động tĩnh gì mà linh thảo thạch xuyên giữ lại ban đầu đã nở hoa mấy lần chỉ là chủng loại quá ít thạch xuyên trước tiên có thể thu thập linh hoa bảo tồn lại đợi đến khi tích lũy nhiều lại luyện chế bách hoa nhưỡng hơn nửa canh giờ sau mặt trời chậm rãi hạ xuống núi trong rừng rậm bóng đêm tới dày đặc hơn một chút dư thiên huệ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ dài vài giọt ở gần mọi người những con côn trùng nhỏ đáng ghét kia rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lại qua một canh giờ dư thiên huệ đã có chút kiềm chế không được mấy vị đạo hiếu chúng ta mau lấy lục kinh điều đi ta thấy nếu không lấy nhà đầu kia là giàn xếp không xuống dư thiên hoành cười nói sau vài tiếng cười nhẹ, mấy người nhao nhao đứng dậy. Dư Thiên Hoành lấy ra mấy thanh trận kỳ, bố trí gần cây lục kinh điều. Thạch Xuyên thì đứng một bên quan sát, đây là một loại trận pháp vô cùng đơn giản, thậm chí không cần đến linh thạch để thúc dục Chỉ cần rót vào một ít linh lực là được. Bố trí xong pháp trận, Dư Thiên Hoành vung tay lên, trong trận pháp phát ra một đạo hoàng quang, bao trùm phía trên sào huyệt của kinh cức phong. Sao huyệt của ong gai này giống như một cái bình gốm, bụng to miệng nhỏ, ánh sáng vàng vừa vặn phong ấn miệng tổ ong, ong gai liền không ra được. Dư Thiên Huệ nhẹ nhàng thu thập hạt giống của lục kinh điều, còn không quên ném cho mấy người Thạch Xuyên. Thạch Xuyên cũng tiện tay ném vào trong tiên phủ. Rất nhanh, hạt giống của lục kinh điều thu thập sạch sẽ, mỗi người phân mấy cái. Dư Thiên Huệ lấy xào huyệt xuống, ở phía dưới xào huyệt nhẹ nhàng đào một cái lỗ nhỏ, mật ong màu vàng kim chảy ra, Dư Thiên Huệ chọn vẹn tiếp ba bình nhỏ mới dừng lại. Thật đáng tiếc, đều là mật hoa bình thường, Sư Thiên Huệ thất vọng nói, gần đây linh hoa vừa mới nở rộ, những mật ong tích góp này tự nhiên đều là đoạn thời gian trước từ trên hoa cỏ bình thường hái được. Sư Thiên hoành an ủi, đột nhiên, ông một tiếng, mấy ngàn con ong gai từ trong bụi gai phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Sư Thiên Huệ giật nảy mình, lỡ tay, bình ngọc chứa mật ong và tổ ong trong tay cũng rơi xuống đất. Mật ong chảy đầy đất, mà tổ ong kia cũng bị đập ra một lỗ hổng lớn. Ông ông, càng nhiều ong gai từ trong xảo huyệt bay ra. Âm thanh đập cánh của kinh thức phong này dường như giống như ma âm, khiến cho đầu óc Thạch Xuyên choáng váng một hồi. May mắn là thần thức Thạch Xuyên rất mạnh, nếu không thực sự đã bị kinh thức phong công kích say mê như vậy. Mau chóng lui ra ngoài trận pháp, Thạch Xuyên lớn tiếng nhắc nhở. Thanh âm này do linh lực phát ra, chấn động tâm hồn. Mấy người nghe được Thạch Xuyên cảnh cáo, cũng đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nhảy ra ngoài trận pháp. Cùng lúc đó, Thạch Xuyên vung tay lên thu cái hang bị tổn hại kia vào trong tiên phủ. Rất hiển nhiên, trong cây gai xanh này, không chỉ có một tổ kinh cước phong, nếu toàn thể kinh cước phong xuất động, dư thiên hoành thiết trí trận pháp đơn giản như vậy, căn bản không ngăn cản được. Thạch Xuyên thu tổ của ong gai vào trong tiên phủ, cũng làm giảm áp lực với trận pháp. Nếu không nhiều ong gai đồng thời lao ra như vậy, hậu quả khó mà lường được. Mặt khác, Thạch Xuyên cũng cân nhắc đến, những ong gai này có thể thu thập mật của linh hoa, Thạch Xuyên ở trong tiên phủ lại gieo trồng số lượng lớn linh thảo linh hoa, vừa vặn có thể lợi dụng những ong gai này thu thập. Mấy người từ trong trận pháp thoát ra, đều là bị dọa cho một đầu mồ hôi lạnh. Trong cây gai xanh này có không ít ong gai, đào chí lòng còn sợ hãi nói. Sắc mặt dư thiên hoành tái nhợt, sắc mặt trầm trọng, cánh tay bị dính mấy chỗ ngủ đông cũng không rảnh quản, hai tay không ngừng đánh ra vài đạo pháp quyết, mà pháp trận tựa hồ bị công kích rất mạnh. Quá nhiều ong gai, thạch xuyên không khỏi cảm khái nói thạch xuyên dùng thần thức chậm rãi xem xét kinh cước phong xào trong kinh cước điều sau một lát thạch xuyên hít một hơi thật sâu bên trong lục kinh điều này lại còn có ba cái xảo huyệt kinh cước phong một cái trong đó đã chen trúc mà ra hai cái khác chỉ là chạy ra mấy con mà thôi bất quá mấy con này đông nhìn xem tây nhìn xem sau đó ở phía trên xảo huyệt không ngừng quay cuồng tựa hồ đánh ra một loại tiêu ngữ đặc thù không tốt nếu còn không khống chế hai xào huyệt này cũng sẽ ra ngoài thạch xuyên biến sắc lại nhìn về phía dư thiên hoành trên trán của hắn đã toát ra giọt mồ hôi lớn trong tay đánh ra pháp quyết phong ấn loạn thất bát tao hoàn toàn giống như là một con ruồi không đầu mấy người dư thiên huệ đào trí và trung tú cũng chỉ có thể ở một bên nhìn căn bản không giúp đỡ được cái gì thạch xuyên không khỏi nhíu mày dư thiên hoành căn bản không biết xào huyệt trong lục kinh điều ở nơi nào đây hoàn toàn là phí công hao phí linh lực mà thôi Sư đạo hiếu, có thể nói cho ta biết phương pháp thao túng trận pháp không, ta có thể thử một chút. Thạch xuyên nhàn nhạt nói, ngươi, nhanh dẹp đi, đào Chí khinh thường nói. Dư sư huynh, mắt thấy kinh cước phong càng ngày càng nhiều, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi, hy vọng trận pháp này có thể kiên trì một hồi. Dư thiên hoành cắn chặt răng nói, mới vừa rồi còn có thể rời đi, nhưng bây giờ không được, một khi rời khỏi ta, trận pháp này lập tức nát như, mấy người các ngươi vẫn là trước tiên tìm một chỗ tránh né thoáng một phát, ta đợi lát nữa chạy tới. Ca, không cần, muội đi cùng huynh, Dư Thiên Huệ khóc thúc thiết nói. Đi nhanh lên, Dư Thiên Hoành vẫn nộ quát, đừng xem kinh thức phong này không tính là yêu thú, nhưng mấy ngàn mấy vạn con tụ tập lại, so với yêu thú tam giai còn lợi hại hơn. Tranh thủ thời gian mà đi, vừa rồi nếu không phải có người nhắc nhở, chúng ta sớm đã. Nói đến đây, Dư Thiên Hoành đột nhiên dừng lại một chút, đều là lỗi của ta ta không đi dư thiên huệ khóc lên thạch đạo hiếu ta nói cho ngươi biết phương pháp thao túng ngươi cẩn thận nghe cho rõ dư thiên hoành không ngừng nói với thạch xuyên thạch xuyên gật gật đầu không bao lâu thạch xuyên đã hoàn toàn hiểu rõ phương pháp thao túng trận pháp này vốn chính là một pháp trận trói buộc rất đơn giản thạch xuyên chậm rãi rót vào một tia linh lực rất nhanh bao phủ toàn bộ pháp trận ầm um, ầm um, ầm um, thạch xuyên cảm giác được thần thức bị trùng kích rất nhiều lần thần thức của thạch xuyên rót vào làm cho dư thiên hoành thở phào nhẹ nhõm dư đạo hiếu người có thể nghỉ ngơi một chút thạch xuyên liên tục đánh ra ba đạo pháp quyết phong ấn ba cái xào huyệt của kinh cước phong ấn lại nhưng mà mấy ngàn con kinh cước phong đang bay múa trên không trung thạch xuyên cũng không có cách nào khác bởi vì pháp trận này chỉ có công dụng trói buộc mà thôi thạch xuyên thoáng trầm tư trong trận pháp lộ ra một sơ hở vù rất nhanh ong gai phát hiện sơ hở chen chúc mà ra Ngươi muốn làm gì Đào Chí hung hăng nói. Dư Thiên Hoành trong nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của Thạch Xuyên, trong tay liên tục phát ra vài đạo hỏa cầu thuật, đốt cháy những con ong gai này. Thạch Xuyên chú ý chặt chẽ số lượng ong gai, nếu như đi ra quá nhiều, Thạch Xuyên sẽ phong ấn chỗ sơ hở kia lại, chờ đến khi ong gai bên ngoài bị dọn dẹp sạch, Thạch Xuyên mới có thể thả ra một ít. Sau nửa canh giờ, ong gai cũng không còn lại nhiều. Thạch Xuyên dứt khoát triệt tiêu pháp trận, tiện tay thu ba cái xảo huyệt kinh cước phong vào trong tiên phủ lần này thiệt thòi thạch đạo hiếu, dư thiên hoành cung kính nói, trong lời nói, không có nửa điểm giả dối. Chỉ là thông minh vật mà thôi, không thể coi là thật, thạch xuyên khoát tay áo nói. Bất quá ba người dư thiên huệ, đào trí, lại nhìn thạch xuyên, ánh mắt lại xảy ra một chút biến hóa. Giết chết một ít kinh cước phong này cũng hao phí đại lượng linh lực của mọi người, sau đó nhanh chóng xuất ra linh thạch, khoanh chân ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm trầm thấp. chương 118, đêm khuya lục chiến, nghe thấy tiếng gầm trầm thấp này, sắc mặt mấy người không khỏi căng thẳng, lại có một con yêu thú. Thạch Xuyên vội vàng phóng xuất thần thức, chỉ trong vài chục trượng đã có một con yêu thú cấp một chậm rãi đi tới. Thương Nguyệt Hùng, Trung Tú vẫn luôn im lặng thấp giọng hô, trong thanh âm có chút run rẩy. Sau khi ba người dư thiên hoành nghe được ba chữ Thương Nguyệt Hùng, sắc mặt đại biến. Thương Nguyệt Hùng là yêu thú cấp 1, sao lại xuất hiện ở đây? Đào Chí đột nhiên chỉ vào mật ong giải rác trên mặt đất nói. Trong những mật ong này chắc chắn có mật hoa dẫn yêu thảo mới có thể hấp dẫn Thương Nguyệt Hùng đến. Nếu chúng ta sớm có chuẩn bị, săn giết con yêu thú này cũng không thành vấn đề, nhưng tình huống bây giờ là linh lực mấy người chúng ta giảm nhiều, hơn nữa cũng không bày trận, phần thắng cũng không lớn. Nếu con Thương Nguyệt Hùng này đến vì mật ong, chúng ta mau chóng rời khỏi là được dư thiên hoành bình tĩnh nói thạch xuyên cũng âm thầm gật đầu nhưng trong lòng biết rõ trận chiến này không thể tránh khỏi bởi vì với tốc độ của thương nguyệt hùng trong nháy mắt đã gần trong gang tấc một con gấu đen khổng lồ chui ra từ bụi cỏ nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng hình bán nguyệt ở ngực nó khi nó nhìn thấy bên cạnh mật ong dẫn nó đến có năm tu sĩ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng nhào lên đào sư đệ người cùng ta trước tiên ngăn cản xúc sinh này Dư Thiên Hoành hét lớn một tiếng, trong tay ngự ra một thanh bảo kiếm màu đỏ rực, nghênh đón. Đào Chí vội vàng lấy phi kiếm ra, cùng Dư Thiên Hoành ngăn cản. Tuy rằng yêu thú cấp 1 có thể so với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10, nhưng mà yêu thú dù sao cũng là yêu thú, không hiểu được kết cấu gì, chỉ có thể dựa vào sức mạnh. Nhưng cho dù như thế, Dư Thiên Hoành và Đào Chí chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 5 mà thôi, đối phó một con yêu thú cấp 1 như vậy, cũng liên tiếp bại lui, không có sức chống đỡ dư thiên huệ và trung tú vội vàng bày trận nhưng nhìn tốc độ bày trận của hai người các nàng chỉ sợ trận pháp bố trí được một nửa dư thiên hoành và đào trí sẽ đi đời nhà ma thạch xuyên tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến con yêu thú nhất giai này có thể sinh ra nội đan đấy thạch xuyên cũng cầm một thanh huyền thiết kiếm nghênh đón trong tay đánh ra một hạt giống lục kinh điều cộng thêm một lá bùa trói buộc quả nhiên thân hình thương nguyệt hùng đã ngừng lại dư thiên hoành và đào trí nhân cơ hội này thở phào một hơi hơi chậm lại. Hạt giống của cây lục kinh điều lại có tác dụng. Dư thiên huệ vui mừng hô, cũng lấy ra hạt giống trên người mình ném ra ngoài. Thạch xuyên âm thầm ném ra một tấm bùa vàng trói buộc, phối hợp với dư thiên huệ công kích. Chỉ dựa vào hạt giống của lục kinh điều, căn bản không có tác dụng gì với thương nguyệt hùng. Mọi người thấy hạt giống lục kinh điều có tác dụng với thương nguyệt hùng thì vô cùng mừng rỡ, chỉ cần vừa kết thúc trói buộc, lập tức ném ra một quả. Việc này khổ cho thạch xuyên rồi, kim phù trói buộc cực khổ luyện chế ra liên tiếp bay ra ngoài như không cần tiền. Thạch Xuyên vốn định giúp Dư Thiên Hoành hóa giải một chút, nhưng lại không muốn bại lộ thực lực của mình, không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại tình huống này, khiến cho Thạch Xuyên cười khổ không thôi. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy không phải là biện pháp. Thạch Xuyên thầm nghĩ trong lòng, vừa phối hợp với Dư Thiên Hoành và đào Chí công kích, gai đất và giáo đất không ngừng công kích từ phía sau núi Thương Nguyệt Hùng. Công kích này đương nhiên vô cùng bí ẩn, mọi người cũng nhìn không ra hai bên giáp công công kích của thương nguyệt hùng rõ ràng yếu bớt rất nhiều sau nửa canh giờ dư thiên huệ hô lớn trận pháp bố trí xong rồi mau dẫn nó vào thạch xuyên nghe vậy đại hỷ cuối cùng không lãng phí bùa vàng trói buộc nữa tuy quan hệ mấy người này với thạch xuyên không sâu nhưng đều là người trà trộn vào thanh vân môn nếu nhìn thấy thực lực của thạch xuyên khó tránh khỏi sẽ không ra ngoài nói cái gì nếu đã che giấu thực lực ngay từ đầu Thạch Xuyên cũng chỉ đành tiếp tục giấu giếm. Sau khi Thương Nguyệt Hùng bị dẫn vào trong cảm bẫy trận pháp do Dư Thiên Huệ bố trí, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Áp lực giảm đi nhiều. Không ngờ sau lưng Thương Nguyệt Hùng lại bị thương nặng như vậy. Lúc này Dư Thiên Hoành mới chú ý tới, phía sau Thương Nguyệt Hùng, máu tươi giàn ruộng, chân sau hơi què. May mắn vạn hạnh, đào chí vui vẻ nói, nếu không gặp phải một con Thương Nguyệt Hùng bị thương, chúng ta phiền phức to nhưng khi thương nguyệt hùng từ trong rừng đi ra không hề chú ý tới nó bị thương nặng như vậy những lời này của đào trí không khỏi khiến mấy người trầm tư nhưng sự chú ý của mấy người đều đặt lên người thương nguyệt hùng đang bị vây khốn nửa canh giờ sau năm người mới mài chết con thương nguyệt hùng này ngoại trừ thạch xuyên linh lực của mấy người đều đã tiêu hao hết cũng không nhiều lời vội vàng lấy linh thạch ra bắt đầu điều tức thạch xuyên thì tranh thủ thời gian thu thập mật ong rơi là tả trên mặt đất lại còn có một số mật ong còn sót lại thì dùng lưu sa thuật bao trùm lên, đoạn tuyệt khí tức với ngoại giới. Tuy rằng nơi này chỉ là chân núi Thanh Thương Sơn, nhưng ai cũng không giữ được, có mật ong của yêu thảo sẽ không hấp dẫn một con yêu thú cấp một đến. Mặt khác, Thạch Xuyên thu thập những mật ong này vẫn còn có chút tư tâm, luyện chế thanh cương kiếm cần đan tinh, Thạch Xuyên có thể dùng loại mật ong này dụ dỗ yêu thú mắc lừa, tránh cho mình đi khắp nơi tìm kiếm yêu thú. Vừa mới thu thập xong những mật ong này, nơi xa truyền đến thanh âm sàn sạt. Thạch Xuyên vừa nghe đã biết không phải là yêu thú, hơn nữa còn có bốn năm tên tu chân giả đang ở xa xa phi độn tới, hơn nữa tu vi còn không thấp. Sắc mặt Thạch Xuyên hơi đổi, đêm hôm khuya khoát thế này tuyệt đối sẽ không có tu sĩ nào chạy đi, không nói đến buổi tối tầm mắt không tốt, khó có thể phát hiện linh thảo và linh hoa, buổi tối yêu thú thường lui tới, bình thường đều cố thủ một chỗ tương đối thích hợp. Hơn nữa mấy người này vội vã chạy đến, chính là hướng về phía Thạch Xuyên vù, vài tiếng phi kiếm cắt qua hư không, phá vỡ yên tĩnh sau đại chiến. Bốn tu sĩ mặc đạo bào màu vàng, từ trên phi kiếm đi xuống, lạnh lùng đứng ở phía trước đám người thạch xuyên. Bốn người này, vậy mà toàn bộ đều có tu vi luyện khí kỳ tầng 8. Dư thiên hoành sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không biết chư vị sư huynh có gì phân phó. Sau khi hơi dừng lại, lại nói, vừa rồi thương Nguyệt Hùng bị thương chạy tới đây, năm người chúng ta bất đắc dĩ phải giết nó bây giờ cũng không lấy yêu đan ra, mấy vị sư huynh cứ cầm lấy là được. Thần sắc ba người đào trí cũng khẩn trương dị thường, không cần phải nói bốn gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, cho dù chỉ có một người, cũng có thể nhẹ nhóm đánh bại mấy người bọn họ. Huống chi, hiện tại linh lực hao hết, muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Bây giờ chỉ có thể hy vọng bọn họ cầm con thương Nguyệt Hùng này nhanh chóng rời đi. Nhưng bốn tu sĩ này không có hứng thú với thương Nguyệt Hùng đã chết. Một người trong đó, lấy ra một mộc bài ngâm đen, sau khi cẩn thận xem xét một phen, chỉ vào Thạch Xuyên nói ra. Chính là hắn. Lực chú ý của bốn người lập tức đặt lên người Thạch Xuyên. Luyện khí kỳ tầng 4, mấy người này có chút khó tin nhìn về phía Thạch Xuyên. Nam tử cầm đầu dò xét Thạch Xuyên kỹ càng một phen, lại nhìn Thương Nguyệt Hùng trên mặt đất, lạnh lùng nói. Đạo hữu người còn muốn giấu giếm thực lực tới khi nào? chương 119, Kiếm Linh, không biết các vị đạo hữu tìm tại hạ có chuyện gì." Thạch Xuyên chắp tay nói, trong lòng không khỏi nghi hoặc, bốn gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 này, khí thế hung hãn, dường như là đặc biệt vì Thạch Xuyên mà đến. Trong lúc nhất thời, Thạch Xuyên cũng không hiểu vì sao. Nam tử cầm đầu lạnh giọng nói, "Giao pháp Khí Linh kiếm tông chúng ta ra đây, tha cho ngươi khỏi chết." Linh kiếm tông, trong lòng Thạch Xuyên hơi động một chút, thầm nghĩ chuyện mình xử lý linh kiếm các hết sức cẩn thận. Làm sao lại bị người Linh Kiếm Tông để mắt tới chứ? Việc này đã qua hơn 20 ngày, Thạch Xuyên sớm đã ném ra sau đầu, hôm nay đột nhiên xuất hiện bốn gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, thực tại làm cho Thạch Xuyên nghĩ mãi mà không rõ. Mấy vị không phải là nhận lầm người rồi chứ? Linh Kiếm Tông ta có nghe nói qua, nhưng mà loại đại môn phái này cùng một tán tu luyện khí kỳ tầng 4 như ta, lại có quan hệ gì? Thạch Xuyên vẫn giữ bộ dáng cung kính. Khúc sư huynh, cần gì phải nói nhảm với hắn? Lấy tính mạng của hắn, cầm túi chữ vật, chẳng phải vừa xem là hiểu ngay sao?" Tên tu sĩ cầm hắc sắc mộc bài hung hăng nói. Khúc đạo nhân nhìn Thương Nguyệt hùng chết trên mặt đất, hơi trầm ngâm, nói: "Niệm tình tu vi của ngươi không dễ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói rõ chuyện linh kiếm các, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống." Lập tức, sắc mặt nghiêm túc nếu như dám có nửa câu nói dối hoặc là ẩn giấu, ta liền giết một người trong bọn họ, giết tới sau, chỉ còn lại ngươi mấy vị sư huynh, bốn người chúng ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến chúng ta a. À. Đào Chí quỷ trên mặt đất lớn tiếng la lên. Ba người Dư Thiên Hoành tuy rằng không giống như Đào Chí, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Trung tú nói: Thạch Đạo Hiếu, mấy vị sư huynh này nhìn qua cũng không giống ác nhân. Mặc dù ta không biết giữa các người có chuyện gì, nhưng tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng cho mấy vị này. Thạch Xuyên nghĩ đến trận chiến này là không tránh được, đối phương có bốn gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, Thạch Xuyên cũng không e ngại, cho dù đánh không lại, Thạch Xuyên đào tẩu cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Dư Thiên Huệ hảo tâm mời mình tới đây, lại mang đến cho nàng hàng hóa giết người, đây là thứ Thạch Xuyên không muốn nhìn thấy. Mặt khác, chạy trốn nhất thời, cũng không phải kế lâu dài, Thạch Xuyên muốn biết, người Linh Kiếm Tông làm sao có thể tìm được mình xa như vậy. Việc này nhất định phải làm rõ, nếu không linh kiếm tông tất nhiên sẽ không ngừng phái người tới thạch xuyên cũng không chịu nổi chuyện này không có quan hệ gì với mấy người bọn họ để cho bọn họ rời khỏi nơi này ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời thuyết phục thạch xuyên nhàn nhạt nói tựa hồ chấp nhận sự tình linh kiếm các sắc mặt khúc đạo nhân trầm xuống cầm lấy một bài màu đen dò xét một phen trầm ngâm một phen nói cũng được mấy người các ngươi cút đi thạch xuyên chú ý tới chi tiết này xem ra chỗ cổ quái quả nhiên là trên một bài màu đen này đa tạ sư huynh đào trí từ dưới đất bò dậy vội vàng chạy vào sâu trong rừng rậm dư thiên huệ liếc nhìn thạch xuyên một cái dưới sự lôi kéo của dư thiên hoành hắn chậm rãi rời đi đi về phía bên ngoài thanh thương sơn một khắc đồng hồ sau đám người dư thiên huệ đã biến mất vô tung vô ảnh nên đem chân tướng chuyện này nói cho chúng ta biết đi khúc đạo nhân lạnh lùng nói lúc ấy ta thật sự có mặt nhưng ta cũng không tham dự không biết vì sao các ngươi lại tìm tới ta thạch xuyên trầm ngâm nói không tham dự mới là lạ trên truy tung lệnh này rõ ràng có khí thức của ngươi khúc đạo nhân cười lạnh nói có thể ngươi không biết linh kiếm tông chúng ta linh kiếm tông chúng ta am hiểu nhất không phải là kiếm thuật mà là khí thức truy tung chi thuật hoàng phong hao sau khi chết khí thức trên người hắn sẽ rơi xuống trên người của ngươi nếu không ngươi cho là chúng ta làm sao tìm được ngươi nhưng nói đi cũng phải nói lại Hoàng Phong Hao chỉ là một con chó của Linh Kiếm Tông chúng ta mà thôi, ta cũng không cần ngươi bồi thường, chỉ cần giao pháp khí có khắc trên người hắn cho Linh Kiếm Tông, ta tha cho ngươi lần này." Thạch Xuyên hơi biến sắc, nhưng trong lòng lại không rõ lắm, nếu mấy người này báo thù cho Hoàng Phong Hao, hoặc là muốn giết chết Thạch Xuyên để hả hận thì Thạch Xuyên cũng có thể hiểu được. Nhưng bọn hắn vẫn muốn lấy được những pháp khí kia, điều này làm cho Thạch Xuyên có chút hoang mang. Đối với một môn phái lớn như Linh Kiếm Tông, không đến mức ngàn dặm xa xôi đến tìm kiếm mấy trăm món pháp khí chứ trong pháp khí này nhất định có cổ quái khúc sư huynh bớt nói nhảm với hắn đi ta thấy hắn căn bản là không có ý muốn giao ra một tu sĩ gầm lên một tiếng một đạo kim quang từ trong tay bắn ra thạch xuyên vội vàng lắc mình trốn đi đạo kim quang này vậy mà trên mặt đất đập ra một cái hố to bày trận khúc đạo nhân hét lớn một tiếng bốn người phân tán đứng ra Bốn thanh phi kiếm đồng thời từ các phương vị khác nhau tấn công về phía Thạch Xuyên. Đồng thời, trong tay bốn người Kim Quang Đại Phát, đan vào thành hình dạng mạng lưới, đem Thạch Xuyên một mực vây ở trung tâm. Quả nhiên không phải tu sĩ luyện khí kỳ tầng 4, đạo hữu công phu ẩn nấp tu vi không kém. Khúc đạo nhân cười lạnh nói, nhưng nhìn thực lực của ngươi, cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng 8 9, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu không nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn thạch xuyên nào có thời gian nói nhảm với hắn tiện tay triệu ra bốn con khôi lỗi thiên nguyên ngăn cản kim quang bá xoẹt kim quang này quả nhiên vô cùng sắc bén vỏ ngoài của khôi lỗi thiên nguyên cũng bị rạch ra từng lỗ hồng cực sâu con khôi lỗi thiên nguyên này chỉ có thực lực luyện khí kỳ tầng bốn xuất kích hoàn toàn không có hiệu quả cũng chỉ có thể dùng như tấm chắn kiếm linh khúc đạo nhân vung tay lên một thanh cự kiếm dài chừng ba trượng từ trong ống tay áo bay ra Cự kiếm này phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, trong đêm khuya cực kỳ dễ thấy, lập tức thân kiếm trở nên uốn lượn, không bao lâu, vậy mà hóa thành một hình người. Kiếm linh vừa ra, Thạch Xuyên lập tức cảm giác được một loại kinh diễm, một loại ngưỡng mộ đối với khí. Nếu như nói sau biến hóa của pháp khí quốc mỏ có một loại oán khí ngập trời, như vậy bên trong kiếm linh sẽ truyền ra một loại sát khí ngập trời. Chiến, chỉ có chiến, một loại sát ý mãnh liệt xuyên qua thần thức của Thạch Xuyên thậm chí Thạch Xuyên có một loại xúc động mãnh liệt muốn cầm kiếm xông lên phía trước, muốn cùng kiếm linh này sinh tử một trận. Nhưng Thạch Xuyên rất nhanh tỉnh táo lại, lúc nhìn lại kiếm linh, trong lòng càng âm thầm kinh hãi. Kiếm linh do cửa kiếm này biến thành, tuyệt đối không phải là một kiện thượng phẩm pháp khí đơn giản như vậy, càng không phải là một kiện khôi lỗi. Vù, tốc độ của kiếm linh nhanh như gió, chớp mắt đã di chuyển đến bên cạnh Thạch Xuyên, cầm trong tay hai thanh kiếm xanh thấm, huy động công kích về phía Thạch Xuyên. Hơn nữa cũng không phải chém lung tung một mạch giống như khôi lỗi thiên nguyên, công kích của kiếm linh này còn có kết cấu có thể tìm ra, không ngờ có một bộ trận pháp hoàn chỉnh. Càng làm cho Thạch Xuyên kinh ngạc chính là, kiếm linh này thật sự thông linh, lại còn có thể tránh né thương tổn. Khúc đạo nhân này, tuyệt đối không phải là đệ tử linh kiếm tông bình thường. Trong lòng Thạch Xuyên âm thầm suy đoán, dùng kiếm chi linh, ngự lực của ta, giết, hai mắt khúc đạo nhân đỏ đậm, nhẹ nhàng ngâm tụng pháp quyết. Vù! bốn thanh phi kiếm, hồng quang đại thiểm, tốc độ cơ hồ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá, khiến Thạch Xuyên khó lòng phòng bị. Hơn nữa có kiếm linh công kích, Thạch Xuyên căn bản không tránh kịp. Bốn con khôi lỗi thiên nguyên hình dạng như không có tác dụng gì. Nếu không có chân thuẫn hộ thể, chỉ sợ Thạch Xuyên sớm đã bị trọng thương. Thạch Xuyên cũng thật không ngờ, bốn gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, lại có thực lực như thế, linh kiếm tông quả nhiên không thể khinh thường, một loại ý nghĩ rút lui đã bắt đầu nảy sinh trong lòng Thạch Xuyên. Nhưng mà rút đi như vậy, Linh Kiếm Tông còn có thể dựa vào tấm bảng gỗ màu đen kia tìm được mình. Mà tái chiến tiếp, bốn người phân tán, Thạch Xuyên nhiều nhất giết chết một hai người, linh lực trong chân thuẫn sẽ hao hết, đến lúc đó hai người còn lại, Thạch Xuyên không biết tái chiến như thế. Trừ phi, Thạch Xuyên nhìn về phía khúc đạo nhân, hai mắt đỏ đậm, nếu như chế ngự người này trước, như vậy, tình cảnh sẽ dễ dàng bị khống chế hơn nhiều. Bởi vì tất cả dị biến, đều là bởi vì kiếm linh do hắn thao túng mà lên. chương 120, tóc tai rách nát, bốn con khôi lỗi thiên nguyên dưới sự bầy mưu đặt kế của thạch xuyên liều mạng đánh về phía kiếm linh, khôi lỗi thiên nguyên nặng nề đè lên người kiếm linh, khiến cho kiếm linh không thể tránh né. Rác, két, vết kiếm sâu một ngón tay, vạch ra ở trên bề ngoài của khôi lỗi thiên nguyên. Thạch xuyên nhân cơ hội này, đánh ra một đạo kim phù thần tốc, dùng chân thuẫn đón đỡ mấy đạo công kích của kim quang, đánh thẳng về phía khúc đạo nhân. Trong tay hắn cầm chính là minh thổ kiếm, chỉ cần một kích, một kích là được, thạch xuyên thầm nghĩ trong lòng. Lúc đầu khúc đạo nhân đang thao túng kiếm linh, ngoài ra còn có một thanh phi kiếm và duy trì kim quang pháp trận. Đột nhiên thấy thạch xuyên từ trong trận pháp trốn ra, sắc mặt đại biến, vội vàng muốn thu hồi phi kiếm lại. Tuy nhiên đã muộn, thạch xuyên sớm đã xông về phía hắn. Khúc đạo nhân vội vàng cầm một thanh kiếm từ trong túi chữ vật ra ngăn cản, Đồng thời cũng tránh né sang một bên. Thạch Xuyên làm sao có thể cho hắn cơ hội, chỉ một kiếm đã đánh trúng ngực hắn. Nhưng một kiếm này, Thạch Xuyên cũng không nghĩ tới đâm xuyên ra, như gặp phải lực cản cực lớn, vậy mà lại bị cứng rắn ngăn ở bên ngoài. Người này tuyệt đối mặc một bộ nội giáp phòng ngự thượng phẩm, chỉ là giấu ở trong đạo bào, Thạch Xuyên không nhìn thấu mà thôi. Trên mặt Khúc đạo nhân lộ ra nụ cười gian trá, bị lừa rồi. Vù, phi kiếm của Khúc đạo nhân từ đằng xa bay nhanh tới ngay giữa hậu tâm thạch xuyên. Chơi với ta, người còn non lắm, trên ngực của khúc đạo nhân có gắn kiếm của thạch xuyên, hắn không hề trốn tránh, theo hắn thì thạch xuyên chắc chắn phải chết. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, hắn không nghe được thanh âm kiếm đâm thủng thân thể, cũng không thấy thạch xuyên mềm nhũn ngã xuống. Khóe miệng thạch xuyên lộ ra một nụ cười khó có thể phát hiện. Minh thổ kiếm, vậy mà ăn mòn thượng phẩm phòng ngự nội giáp của khúc đạo nhân. Ngay khi phi kiếm của khúc đạo nhân đâm trúng thạch xuyên, Thạch Xuyên vốn có thể tránh thoát, nhưng Thạch Xuyên đột nhiên phát hiện ra, Minh Thổ kiếm có một tia chớp động rất nhỏ. Cho nên Thạch Xuyên dùng chân thuẫn ngạnh kháng một kiếm này, Minh Thổ kiếm lại tăng thêm vài phần linh lực rót vào. A, à, đạo nhân họ khúc hét lớn một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể nghiêng về phía sau, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Ngươi, ngươi, vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự nội giáp thượng phẩm của ta. Thạch Xuyên đâm chúng một kiếm, thấy tốt thì thu lại lực công kích của minh thổ kiếm so với thượng phẩm pháp kiếm bình thường cũng chỉ tốt hơn một chút. Phát huy tác dụng chủ yếu là minh thổ âm hàn chi độc trong đó. Nếu đã đâm chúng, Thạch Xuyên cũng sẽ không đứng ở chỗ này, lãng phí hết linh lực bên trong chân thuẫn. Giết chết hắn cho ta, cũng dám để cho ta bị thương. Khúc đạo nhân hung dữ hô, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ba gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 kia, sau khi nghe nói, cũng hướng Thạch Xuyên mà đến, bất quá kim quang kia lại là không hề phát ra, xem ra chỉ có thể sử dụng ở trong trận pháp. Như vậy, áp lực lên Thạch Xuyên liền giảm đi. Kiếm linh đột phá bốn con khôi lỗi thiên nguyên, vọt về phía Thạch Xuyên. Nhưng tốc độ lại giảm bớt rất nhiều, xem ra kiếm linh này không giống với con rối thiên nguyên, chỉ cần hạ mệnh lệnh là sẽ tự chủ hành động, kiếm linh này vẫn cần tiêu hao thần thức. Bốn con khôi lỗi thiên nguyên đã vô cùng thê thảm, tầng ngoài xích đồng trên người, bị kiếm linh cắt thất linh bát lạc nhưng chỉ cần còn chưa bị thương đến nội bộ, thì không có gì đáng ngại. Thạch Xuyên nhanh chóng thu chúng vào trong túi chữ vật. Trong nháy mắt, kiếm linh cùng ba tên tu sĩ khác đã chạy vội tới, Thạch Xuyên lại lâm vào trạng thái hai mặt thụ địch, khổ không thể tả, bất quá so với vừa rồi thì tốt hơn rất nhiều. Thạch Xuyên chỉ có thể đợi đến khi độc âm hàn trong cơ thể đạo nhân họ khúc chậm rãi xuyên qua toàn thể, chỉ cần kiếm linh không tiếp tục công kích, chiến thắng ba gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 này vẫn là một chuyện tương đối dễ dàng. Bởi vì kiếm linh này dường như không có bất kỳ lỗ thủng và khuyết điểm nào, Thạch Xuyên không thể công kích được nó. Mà kiếm linh còn đang quấy rối Thạch Xuyên mỗi giờ mỗi khắc. Sau nửa canh giờ, tốc độ di chuyển của kiếm linh càng ngày càng chậm. Khúc đạo nhân vốn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Tiểu tử, nói cho ta biết ngươi dùng độc gì, vì sao ta không khu trừ được, nói ra, lưu cho ngươi một cái toàn thây. Khi vừa bị Thạch Xuyên đâm trúng, Khúc đạo nhân liền cảm thấy thân thể không hợp nhau, ngoại trừ việc phân ra một tia thần thức điều khiển kiếm linh thì hắn khoanh chân đả tọa, muốn khu trừ âm độc trong cơ thể. Bất quá sau khi khu trừ một phen, hắn kinh ngạc phát hiện, âm độc này căn bản không có cách khu trừ, thậm chí có dấu hiệu lan tràn toàn thân, toàn bộ thân thể bắt đầu lạnh buốt lên, ngay cả động tác cũng có một chút đình trệ. Ba gã tu sĩ khác nghe được lời ấy của Khúc đạo nhân, sắc mặt cũng không khỏi đại biến, công kích của Thạch Xuyên cũng không sắc bén như vừa rồi để tránh bị Thạch Xuyên làm bị thương. Lại qua nửa canh giờ, công kích của kiếm linh đã giảm bớt năm thành, Thạch Xuyên chậm rãi chiếm thượng phong, nhưng linh lực của Thạch Xuyên cũng đã tiêu hao một nửa. Lúc này Thạch Xuyên nhớ tới bách hoa nhướng, thầm nghĩ. Nếu như bây giờ có thể uống một chút bách hoa nhướng, chỉ dựa vào mài, cũng có thể mài chết bọn họ. Mấy người dường như ở vào một trạng thái tương đối cân bằng. Ba gã tu sĩ khác không dám cường công, Thạch Xuyên cũng không thể thoát khỏi ba người cùng kiếm linh hợp kích. Đợi đến khi Khúc đạo nhân thu hồi kiếm linh thì tốt rồi." Thạch Xuyên âm thầm tự an ủi mình. "Đạo hữu, đưa thuốc giải độc cho ta, chúng ta thả ngươi đi được không?" Sắc mặt Khúc đạo nhân tái nhợt, đứng lên nói: "Kỳ thật, âm hàn chi độc trong Minh thổ kiếm phát tác cũng không phải rất nhanh, đối với tu sĩ mà nói, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có tổn thương chí mạng, bất quá đối với tu sĩ tu luyện kim hệ cùng hỏa hệ công pháp mà nói, loại âm hàn chi độc này có thể làm suy yếu thực lực của bọn hắn." Sau khi bị chúng độc âm hàn, trong lòng khúc đạo nhân kinh hãi, lúc này vận chuyển công pháp bài độc, thật tình không biết, hắn càng vận chuyển công pháp, tốc độ lưu chuyển của độc âm hàn trong cơ thể lại càng nhanh. Mà càng như thế, họ khúc đạo nhân càng sợ hãi. Khúc sư huynh, chuyện này sao có thể? Chúng ta thật vất vả mới tìm được hắn. Một tu sĩ vội la lên, im miệng, vẻ mặt khúc đạo nhân ôn hòa nói. Đạo hữu chỉ cần ngươi cho ta giải dược, tất cả mọi chuyện của chúng ta đều bỏ qua, nếu là đạo hữu nguyện ý giao ra đám pháp khí đó, ta nguyện ý lấy giá thị trường mua. Nếu không muốn, đạo hữu có thể tùy ý rời đi. Tuy rằng khúc đạo nhân nói như vậy, nhưng Thạch Xuyên cũng sẽ không tin tưởng bất kỳ một chữ nào trong đó. Âm hàn chi độc vốn là không có thuốc nào có thể giải, trừ phi tu sĩ trúc cơ kỳ dùng chân nguyên chi hỏa thuốc dục ra. Nhưng cho dù Thạch Xuyên lấy ra giải dược, mấy người kia cũng sẽ không dễ dàng thả Thạch Xuyên rời đi. Hành tẩu ở tu chân giới mấy năm, Thạch Xuyên đương nhiên sẽ không bị chút lời nói xảo ngữ này lừa bịp. Nhưng nhân cơ hội này, Thạch Xuyên vừa vặn có thể hiểu rõ một chút bọn họ là như thế nào tìm được chính mình. Sau khi suy nghĩ một chút, Thạch Xuyên nói, nếu như ta cho các người giải dược, các người vẫn sẽ thông qua khí thức tìm kiếm ta, cùng hiện tại có gì khác nhau. Hết tập 12, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.